đông đăng riêng chia ma chẳng ăn trái nhắng Campuchia về bên kia Hồng Kô sang Hàn Bộ về tên ngọc bọn lúc bây đồn mình đi bay bay xa lập băng và bắt khó nhà khó hồn cha đồn bọn bê sang con tông nông sao hòa đà smart face of kia cha con lọc bọn phèn ra cha buôn bì mô hà bọn bò ក្រុមមិត្តជំនួយសូរ៉ាប្រិមត្តតោតាសនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពបាទខ្ញុំបាទចំណានសូមស្វាគមន៍លោកមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ទូតជាតិកម្ពុជាដែលនៅក្នុងប្រឹកនេះទូតជាតិកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅសកម្មភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្ដេចតេជោនឹងធ្វើការសំណេះស
ានអង្គរនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាទៅកាន់ការរួមនៅក្នុងតំបន់បាទអភិវឌ្ឍរុនត្អែកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបហើយរូបភាពដែលអ្នកបានឃើញនេះគឺពិធីសម្ដែងសម្ដាលគឺនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណបាទភូមិធម្មជាតិរុនត្អែកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ពុកថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចនាយកនឹងធ្វើការសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណដល់ទៅជាង 2,700 គ្រួសារឯណោះដែលពួកគាត់គឺសុខសឹងតែបាទស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការផ្លាស់ទីទាំងការរើលំនៅឋានក៏ដូចជាសំណង់ផ្សេងៗចេញពីតំបន់បាទរមណីយដ្ឋានអង្គរទៅកាន់តំបន់អភិវឌ្ឍរុនត្អែកហើយការធ្វើពិធីសម្ដែងសម្ដាននេះគឺមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅសម្ដេចនាយកក៏បានអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 1,000 គ្រួសាររួមហើយដែរដែលជាការកិត្តគូអំពីគេថាការសួរសុខទុក្ខនិងស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់និងបញ្ហាផ្សេងៗដែលពួកគាត់ត្រូវផ្លាស់ទីទៅនៅតំបន់រុនត្អែកដែលជាតំបន់អភិវឌ្ឍថ្មីបាទនេះគឺជារូបភាពដែលជាវឌ្ឍនភាពនៃការងារក្នុងការស្ដារអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ព្រៃរុនត្អែកនោះដែលក្នុងពិធីជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកាលពីបាទលើកទី1សម្ដេចនាយកជួរក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារជំនាញធ្វើការស្ដារព្រៃក៏ដូចជាកាប់ឆ្ការឲ្យបានស្អាតល្អរួមជាមួយនឹងការសាងសង់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាជូនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យការផ្លាស់ទីពីតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរទៅកាន់តំបន់អភិវឌ្ឍរុនត្អែកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលរហ័សនិងផ្ដល់ផាសុកភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺការរស់នៅកាន់តែមានសុភមង្គលផងដែរហើយសម្រាប់ការ
đã ban bình chia nó không cả áp hiệu vật không được ban rồi tại ai nó cứ treo tầm biên cả bà đa play thuê play ban sao là o cái đôi chia cả bà top shop nơi bản đan tất bản đan phơi chun từ đó bị chia bớt lại ban para bà cướp cục nia bà cà rịp chom nơi bà salarien cà sang song nơi salarien tiền bà sala bà thom sắc xa tiền cầm đất anh ụp chia lại hai cục krung ai nằm biên cả sang song bà bị chia lại nơi thì nụ phong đái biên cả tiền sầm rập cả sang song mình tìm pet bà mình đôi sọc phết cái đôi chia tiếp xa nâng cao top shop bản đan internet chia đầm đại ni cứ sắp sang tai chia seva đại bóng phôn bị chia bớt bà tất chia treo cả sầm rập bầm ra ở cả rồi nới rồi bọc luôn phải chăm thằng ngày sầm rập bị chia bớt nực nóng bà nằm bón nạ phì vọt ở rừng tại nick to tại mặt đồng tôi ta sẽ chung chung mát xôn một lập phong này thà cả đài bởi chìa bỏ rọt bà gọt xa mạng chất nơi khốn nông bà cả rơi trên phí đầm bọn rôm đi thàn ổng cô tờ ca nằm bọn áp hiệu vật rôn tài ní cứ để xa tới miên bà cả bởi miên phí bà ổng ca bà UNESCO tờ lỡ bà cả đọa trên nơi đầm bọn rôm thàn ổng cô trên phí xâm bắt vệ tích ở phòn phí phục lộ hai cơ rộng bà dân nâng ca đọc xa rai cho nên ra bỏ ai thưa ai bà ca phổ miên cái đôi chia ca mẫn đỏ chánh vì đồng bào nằm đây hàng năm cốt vì sự bật tiếp tế của phong pháp lúc có ai chú cháy hai ca rồi nơi là bỏ bóng ôm và chìa rốt nơi tí nút có ai xoay rốt nơi lùm nơi than thâm mây xa mô rúng không ca rồi nơi phòng đài tôi test những cái chân chỉ tiêu rụng nâng chỉ tiêu mặt trái rụng phết đại luận đại bàn khơi nâng nông phun thò mà chết run tại ai ní cứ khơi bị chia bớt ba chỉ trả ơn phòn cua xa chiên pi phòn phẳng pi rồi cua xa cùng phun tại rồng chạm vật tử miên độ không phù hợp bao sâm đại địa chủ hai nông khẩn đại bên ní dương cơ bản khơi hái sâm đại kẹ mộc hà sơn na và đại địa chủ ấn sáng nơi giữa rập mặt trái nơi bề hơi chiên ở cam bị chia cơ bản ảnh chương và đào tì tăng và rập thịt to hai cò cùng phun tại phu cát tia sơn na nơi phong cool đại chiệp plang áp bị vót nằm bàn run tại ai tại mà đóng đại bằng hai ông phí bà plang bay chạy nơi cái thà rùm đấy rùm chìm mùi nằng plang bằng hai ông phí cà rịp chom nơi hê tha cho na sầm phòn được cho bạn bàn chỉ biết chun tiếng cà rịp chom play tiếng cà rịp chom bập bòn tắt tiếng cà rịp chom bập bòn ở kỳ dưới rùm chìm mùi nằng bà tiếng cái thầm mình thì pet sờ lá điên xa cái đôi chia bà xăm và rẻ cái đôi chia cái thầm hết hai chân na sầm phun xem tiết đá chia đầm rơi cả chạm bạch ở bờ bờ chia bờ rọt hãy được cho mặt bàn chuẩn bị chun cứ cào tiết đá sầm bạch ai kẹo một hai sena và để chuồn sai bà chua sầm đá sầm nát chưa mới nâng bờ chia bờ rọt đá bàn sma chất bà rơi lủng nơi than bọc luôn pi đầm bàn ông co ca bị lương thì mũi không ổng long khai cả nhà nút sầm đá chua cứ bàn đã bật bờ chia bà giang mừng mắt được nóng cá thì ni ao ca là lủng nơi than ở bờ bông ôm bờ chia bờ rọt nước nông đầm bàn rôm để than ông co cứ miễn phí nghĩa sửa chạp ra hai nâng mất bằng co phát bạp bọl hay cả bê đài xâm lạc đi chụp xâm lạc xâm lạc chúng mới nâng bóng bóng bởi chế bỏ ra bỏ dưỡng cả bê lực tìm mới nụ xâm lạc chú có bàn thư ca xạ xua bà bởi chế bỏ ra bỏ thật ta lục bù lộ ông bóng bỏ ra bóng xoay có chụp tên nâng bánh hà vay nâng nông ca hợp lạc tí nì hay xâm lạc đi chú có bàn thư ca kè thà xâm rạch cơ đối chế cả đã bắt mình chi ai mình trai khám bằng vát cái nông cả đào nông đào sải chun đã đào bị chia bỏ ra thằng đài mà tôi test những cái chun chỉ tiêu cơm nông chỉ tiêu mình trai sầm rạp bà chấm nuôn bị chia bỏ ra đài bàn sma chết bà ru rơ lồng đất than bọc luôn chen pi đồng bào đồng người hàng cố bà từ cả chập chân nào chơi đất bay lô nơi ti tăng lồng đất than thứ mấy nông đồng bào à thì vật luôn tại ấy cứ miên sập chấm nuôn đào tới bay pon trầm bay rồi hóc sập trầm bay cua sa ẻ nọ đại chia chấm nuôn là chớn hơi nick kia cả khát khao bằng tai ra vào sầm đầy chú cày pe sầm đầy chú ban anh chơi phu đồng na bà từ can cày bứt hai chliết miên cả nó miết ក្នុងការជួបសំណាក់សំណាយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រុនតាអាយខេត្តសៀមរាបនេះផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងចង់ថាតាសំណាក់សំណាយជាមួយសម្ដេចនាយកនៅក្នុងព្រឹកនេះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅបាទព្រឹត្តិការណ៍ទាំងស្រុងដូចតទៅសម្ដេចបជ័យសេនាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកជំទាវគតិសខបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវ
រដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាឯកឧត្តមលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបពិតជាមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាថ្មីម្ដងទៀតដោយបានទទួលបដិសន្ធារកិច្ចសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកអញ្ជើញផ្ដល់កិត្តិយសជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 2,853 គ្រួសារដែលបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ចេញពីតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរមករស់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍភូមិធម្មជាតិរុនតាឯងខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាជ្រាបអំពីលទ្ធផលការងាររបស់ក្រុមការងារតម្រង់ទិសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំណង់និងដីធ្លីក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនិងតំបន់ដទៃទៀតស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដូចតទៅគិតចាប់ពីពេលចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រុមការងារតម្រង់ទិសបានបញ្ចប់ការងារវាស់វែងក្បាលដីនិងស្រង់ព័ត៌មានកាន់កាប់ក្បាលដីនៅភូមិគោលដៅទាំង114ភូមិក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន24និងស្រុកក្រុងចំនួន5ដោយវាស់វែងក្បាលដីសរុបបាន97,855ក្បាលដីទំហំ 29,174 ហិកតាមានទីតាំងវត្តអារាមចំនួន35ក្នុងនោះវត្តអារាមតាំងពីបុរាណកាលចំនួន14វត្តនិងវត្តអារាមដែលបានកសាងក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979ចំនួន21វត្តធ្វើការបង្ហោះ drone ថតរូបភាពពីលើអាកាសនិងផលិតផែនទីថតពីលើផ្ទៃដីសរុប41,118ហិកតាស្មើនឹង 100% បានចរណាប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តរស់រើតូបស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរបានចំនួន429តូបបានដាំកូនឈើឡើងវិញលើទីតាំងដីដែលបានរស់រើតូបបានចំនួនប្រមាណ9,355ដើមនៅបានចរណាសម្របសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកចាប់ឆ្នោតទទួលយកដីឡូនៅភូមិធម្មជាតិរុនតាឯងសរុបចំនួន3,970គ្រួសារក្នុងនោះជំហានទី1ចំនួន1,117គ្រួសារបានទទួលកិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022និងជំហានទី2ចំនួន2,853គ្រួសារទទួលបានកិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃដ៏សប្បាយរីករាយនេះចំពោះការរៀបចំភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកក្រុមការងារតម្រង់ទិសបានរៀបចំដីឡូបាន431ហិកតាស្មើនឹងផ្ទៃដីសរុប566ហិកតាបានបោះមកគោព្រំដីនិងដាក់ផ្លាកលេខដីឡូបានចំនួន1,427រោបានសាងសង់ផ្ទះគំរូមួយខ្នងទំហំ6ម៉ែត្រទទឹងនិង9.1ម៉ែត្របណ្ដោយសម្រាប់បាន 95% បានសាងសង់ផ្លូវ 19.5 គីឡូម៉ែត្រលើប្រវែង140គីឡូម៉ែត្របានសាងសង់អគារសិក្សា2ខ្នង24បន្ទប់អគារចាត់ការ1ខ្នង3បន្ទប់សម្រាប់បាន 13.3% បានសាងសង់អគារជំងឺទូទៅសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព1ខ្នងអគារសម្ភុំមួយខ្នងអគារស្នាក់នៅរបស់គ្រូពេទ្យមួយខ្នងសម្រាប់បាន 11.6% បានសាងសង់ផ្សារចំនួន8ខ្នងសម្រាប់បាន 5%
ក្រសួងបរិស្ថានបានដាំដើមឈើហូបផ្លែ1491ដើមលើផ្ទៃដី1491ហិកតាក្រុងដាំបន្ត3864ហិកតានិងរៀបចំផែនការដាំដើមឈើតាមដងផ្លូវអគិសនីកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការសិក្សាគម្រោងតបណ្ដាញអគិសនីរួចរាល់សម្រាប់ការអនុវត្តបន្តលើគម្រោងជំហានទី1និងបានដំឡើងប្រព័ន្ធនាឡិកាស្ទង់តបណ្ដាញអគិសនីភ្ជាប់ចូលទីតាំងផ្ទះគម្រោងដឹកជញ្ជូនមកគោលតង់ស្យងវិស្យុម35ដើមនិងមកគោលតង់ស្យងទៀប7ដើមដល់ទីតាំងដាំបង្គោលតង់ស្យងវិស្យុម15ដើមបង្គោលតង់ស្យងទៀប7ដើមអូសខ្សែបាន300ម៉ែត្រនិងតភ្ជាប់ចរន្តចូលផ្ទះគំរូរួចរាល់ក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងតបណ្ដាញទឹកពីចំណុចផ្សារអង្គរងចម្ងាយ17គីឡូម៉ែត្រក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានធ្វើតេស្តគុណភាពសេវាទូរស័ព្ទចល័តនិងចុះសិក្សានិងកំណត់ទីតាំងសម្រាប់សាងសង់បង្គោលអង់តែនទូរស័ព្ទចល័តចំនួន5ទីតាំងនិងលើកគម្រោងសាងសង់បង្គោលអង់តែនទូរស័ព្ទជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមផែនការដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលមករកនៅក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងក្រសួងផែនការបានកំណត់និងផ្ដល់បានសមធម៌ចំនួន280គ្រួសារដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋ108គ្រួសារមានបានសមធម៌រួចហើយនិងកំពុងទទួលបានរបបឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលជារៀងរាល់ខែក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសនិងបានចុះស្រង់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ153គ្រួសារបានចែកជូនកូនមាន់និងចំណីចំនួន62គ្រួសាររៀបចំកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីក្នុងតង់ចំនួន24គ្រួសារបរិលពូជដំណាំចំនួន80គ្រួសារនិងចែកកូនសិស្សផ្អែមបាន147គ្រួសារដោយឡែកចំពោះទីតាំងបន្ថែម4514ហិកតានៅឃុំពាក់ស្នែងស្រុកអង្គរធំដែលបានសម្របសម្រួលដោះស្រាយពីអៃដាមជាងណាំក្រុមការងារបានសិក្សាប្លង់មេនិងបានបែងចែកដីឡូទំហំ20ម៉ែត្រទទឹងនិង30ម៉ែត្របណ្ដោយចំនួន4765ឡូស្មើនឹង285ហិកតាហើយផ្ទៃដីនៅសល់ពីនេះទុកសម្រាប់តំបន់រដ្ឋបាលសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពផ្សារតំបន់បៃតងនិងផ្ទៃទឹកជាទិសដៅបន្តក្រុមការងារតម្រង់ទិសនឹងបន្តខិតខំចលនានិងសម្របសម្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិមណ្ឌល3និងភូមិត្រាំងសង្កាត់ស្លក្រាមឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមករស់នៅក្នុងតំបន់រុនតាឯកសិក្សាផ្លូវវាងខាងកើតបរាយខាងកើតដើម្បីសម្កល់ទឹកឲ្យបាន30លានម៉ែត្រគីបក្នុងបំណងរក្សាលំនឹងគ្រឹះប្រាសាទរៀបចំទីតាំងដែលគ្មានសំណង់ដែលបានរុះរើសំណង់ចេញឲ្យស្របទៅជាឧទ្យានអង្គរគ្រប់គ្រងកុំឲ្យមានការសាងសង់សំណង់ចែកដីកប់សពនៅក្នុងវត្តអារាមទាំង35ក្នុងតំបន់ឧទ្យានអង្គរដែលជាទីតាំងប្រវត្តិប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនិងជាបណ្ដុំនៃការថែរក្សាសាស្ត្រាក្បួនច្បាប់បណ្ដុះបណ្ដាលអត្តចរិតធនធានមនុស្សឲ្យស្ថិតនៅលើមាគ៌ាសុចរិតស្មោះត្រង់
nâng tức đây đại chi mua đọc đôn ta đò dù ông vái một hời. Prom tên bàn tỏ xâm rộp xâm rộp chi mùi cửa xuống xa bàn đại miên ca bẹp bọn đầm bây chui trô trông nâng lưu cầm bố chi phía bà bọc bà chi bà rốt đại bàn phá mô rô nơi khăn ông đầm bọn rôn tầng ấy nâng đầm bọn bẹp xa này. Bà chi bà rốt tên ngó miên sạc đây xa mô nô rì rì nâng xôm xâm náy nơi ca ọp ọ xa tô nâng cầm trọc cô nơi dô bài rô bò rìa tha bì bà khăn ông ca cầm trọ nâng lưu cầm bố chi phía bà bọc bà chi bà rốt đại bàn xa mạng chất phá tí đầm nơi chanh phí đầm bọn nô rùm mà nê thà nà cô một rô nơi khăn ông đầm bọn áp bì bọt phùm thò mà chết rôn tờ ấy đại trái bàn xa mạng đạch đại châu nơi dô rạp nàng trầy bà ká đã oi ăn bọt ká bì thay đọc bây khai ká nhà chân nam bì bọn mà bì bì chí liệt khăn ông bà ká đó xa với xây phía xa ni nhầm xôm cơ rút thay âm nọ côn chủng phố bóng phá ôn và chia phá rốt tiếng ọ đại bán xa ca chú ruộm chia môi cọm ca nghỉ nâng ai nhà thô miên xa mặt cách và có đôi mà nốt sinh kia tàn ai dục dùl nâng ai chia xa rai phố mô phọt nhầm xôm xâm lai ọ côn giang chơi chơi chún chủng phố thân ác đơn nôm mà trái đi chá ai nhà thô khai cọng xa rốc nâng con cầm lăng bắt đập bốt cơ rút đập thân ác để bàn chú rùm châm nay đất nông bà chìa nâng ăn vọt phê xa cà căm còn lòng mộ. Chỉ tí bàn chọp chú múc ai ông phải thi chàng mùl khiếm xôm lược đáy buông xuông và sách tế bố chê bò bò mà hà phá xa chún chùm bố xâm đách đá chô nô dô âm trái nây bà rì chìa nè chạc căm phà chìa xôm tự tu bàn nô bốt tế bố tàng buôn ra ca cử à dụ văn á sốc khá và lẽ cầm bay khuyên khuyên lời. Khiếm sống chung po dâm đách ai đom lục chấm tiêu ở lục lục xa rầy tờ tù ban nơi xì rầy vị bó lục sốc cực pro ca. Khiếm miên kết tư yô đọc hông po sống cực rút mà chơi dâm đách đại châu nữ yô đọc trầy nây phở đề chiên là chạc Campuchia miễn phá xa xâm nay xâm nà từ căn ông phật thi nâng chôn ông chiết sông cổ rụm chơi. Xâm nà khai đông lúc tâm tiêu hoa lô lô khơi. Cả nè. Thầy đây khiêm phút chì mẹ ca xa bài rì rì đà bàn vừa tà lọp. Mà chùa bóng phô ôn xa chì phơi bà rọc chụp chiêng bà phòn khô xa lược môn đồng nào mà đo là bọc chồng đi nông cô đau chủng rung để cả đọc ra bà nhà đặc trong bàn lược lan cả bị phê môn thờ dương lên học côi bọc xe phần tay dương trâu bồn đốt lương tam để dạng để cả riêng chồng nông trường tiền thùng tờ bà rong thằng ngày nơi bê đặc trong miền được bó mà sau mấy trong bàn hỏi xa cả đây đã thực ca cho buộc sống hỏi riêng chọn thực xuất nông bán hay nâng thực rồi cô lòng đó mà anh sắp đáy hỏi vô thực tiết này cứ hỏi thực thu tiết nâng nâng trong dưới bỏ vốn tay hà nông bán tới và nói xua tha mấy cực miễn tức tầm đó thực vào đó vô là bỏ mày bạn tay bà nhà cô ấy cho mấy cô tức cối đã tập đó vì cái bông kêu mình chẳng đạp bây cái bông thế của mọi miền này hà trời con chứ đạp một cô thì chắc là cô đó cứ đạp bây bằng hai trên này mất tử rút thá bà này bà buồn chứ mà cô chết đó khai riêng ca ở lấy chỗ mùa này đại tiết tranh và xa, đại tranh và xa hái cứ riệp ca tiền này, sầm lên play ca nó cứ tha con rồng bông à, chẳng mạch nam tơ ca giang tách sam sầm bơn nè, sầm ra bờ tây là bao dương, ở lại bờ tây là bao dương về bị chôn đào tơ bộc bơ tơ đạp liền này,
còn đây dây tay cả vì năm chết sập phẩm buồn vì chỉ chôn cả một chiếc miên phẩm án phạm liên nè lái của miên phạm liên nè nè lái 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 bàn trâm ta phẩm phân liên cả một chiếc lái đọc phẩm phân liên bà sẽ kể ta cô đúc cô hai kiếm tay đầy dây tay ta kêu khó bà tu ra ra bàn tì tại sao ta kêu nó cứ tha cái côn chờ này hai côn nhật hai lớn nó cứ tha bà dây bị cháu hiền si hiền sọ trong ta hỏi ta miên phụ phôn muối mà nát miên phụ phôn đôi kia muối mà nát đôi kia cứ chấm chiêu mà rô mà nát trong chùm nó cháu để miên cháu tràn rô đơm mà phơi pi mà phơi pi côn pram và tay miên cháu đơm đơm phơi pi và tay chấm vận hiền phần nắng chấm muối nát để miên phụ phôn tràn để miên cháu tràn đi chấm hiền phần nắng hồ kêu miên phụ phôn tầm muối phụ phôn tầm muối dây lên từ giờ cá đây một chút chút đấy cứ xem ban thôi tuần nào cho tranh bị bỏ vốn giờ dừng để chút chút kia nơi tí đi trong bờ to tuần nào tranh từ xa ra là mấy từ New York là mấy thứ cá nó ăn cá giảm chiết và do tới cứ tranh từ tôi sẽ nói cách nơi Cuba vì chỉ phong tầm nắng để xem bàn tranh phốt bị Cuba cứ cho chú bàn vay và hà Cuba rồi đó đặt với cái xử lý tầm khó nơi lư tự đầy buồn hãy bà ta tầm nắng rồi mà đó tu chú bà tích chấp bồn nâng thua tầm nắng mà đó Campuchia mà đó Campuchia vì mà sao mình ấy cứ mà sao mà ngay đi có chút miền chùm nông mùi là sân là sân ăn ra sát nát rơi bị ca chôn đông bà nụ hay cái xa chạy tràn đã bàn khó khăn mà bàn cho tài lệ khác nông phương tăng bỏ tì và ta phải nói mà sao mấy nít trong màu phí nít bị bực có bàn chết đọt rai bà nhà hàng khá hay bực mấy nít vừa nâng xe xoal bà nhà hàng nhà lang cầm rốn cào mang pram cả lá phần tai cọp chuôn với phía tăng mang pram muôn mang pram tịnh cả bán khơi hay cả sa pi tì muối bẹ phan cho muối năng rương dương nè hầm pi cá hà pi wat và to tiết nới đầu ban bẹ sơn này kẻ tốn năng phai nhà hà bản đài tịch chuôn từ tì nụ hai tỷ phí bẹp phòn cho mỗi rưu cài vật tế tại cửa xuống ca bò tế cứ xin áo xong cho bó bẹp phòn cho mỗi năng phá nhà hà rừng cả cắt gió tự đầy hồi kren phải chôn tay rô xí rô thật trời miên chùm hô giang bách giữa cơ bàn phải chạy tà lọc tà vinh hẳn phí phá nhà hà đi phục chấm tà lọc bàn phá cái hai thả dương hót còm trô tế ở dương và chăng cho môi nó ca và ca rót phải rót phải thực đấy hai nâng ca mà pra cầm lăng và chăng cho môi nâng pra cầm lăng rưu cầm rưu pra cầm lăng cho cái ai dô ba này và sân ba sẽ cây xâm rạch để priêng lăng đau y hàm rịch nâng hai bà ni đã chlong krom phạc xa 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 bàn thế xa ba chạy tơ mà xa xa ba này thật tới mà hát xong bán ông ca giảm chi chết trâu ta càng phải chia hát miễn chụp rừng nạp sinh bố chứ kết mở bà kê sốc sốc sạp ở lưu tọp màu đặng xìm riêp muối hối thơ mà chia mặt tế đàm bây tha xìm riêp bạch luôn tới chia rọt ai kể đến muối thật dương tử tu là này hát dương bất chia tử tu là bán thế ở đó luôn cả này nơi kia xô bây ta nơi rộng Kosovo đại bậc cao lang đại nợ tô nâng khang ở đâu có dương mà đào mong đấy có dương hạt tu sáu đấy à nâng chấm hoa che lẻ là bò dương giàu được chưa này còn đại gia na cả đấy
trong nơi miền cẩm lang để gì này phần đấy bò phốn có miền cẩm lang sáp hay bò sân thịt xây tất tất miền sáp miền miền để hót cải lô ra cà rây trong rây cà khô miền đấy nó nổ vàng nừng thì chân tất tục với từ ấy sáp trong dây phong nôm păng kiêm phong tử hồi ấy thật ca tất cối bao tất cối đồng tử phần đầm miên tập phi cầm bóng ấy tôi kêu tham ấy nhé đã ở miền cu cầm hơi và đây những chiếc tờ tờ vô và buồn thầm ấy và buồn thầm tiết rứ có sợi nhé tờ dốc tờ miên mùi tiết cái hai tờ xa hai rồi chẳng thấy bọn đã mà cu hơi chẳng nào và đấy còn là chống với ọt miên kể ta ọt miên rộp biếp lột tới ở cái thọt này. Của người ở đây lên 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 vô lô cả lớn đó cái miên tu khá cái chế lột tới ta anh là miên cầm lăng kháng và miên lột ở cái thọt rồi bằng họt tạm phê bục rưu có rốt phần năng ấy chơi cho cho bọn thì còn một đấy còn thà cầm lăng cầm hai miên cung làm bay đường thư ca tập vào đó nghe nhé vài côn côn vài bản tọt ba còn nói tọt ba này nhé ba té hai lôn ruồi vượt quân pe phần là trầm tâm mà vay ấy là bom bỏ bút rồi bỏ bản phần là còn tha mình chơi lạc nam thân out ở cái thọt hay mình chơi ôm tuốc mà đây ai nhờ cái thọt là anh chứ này ơi hồi giờ mình chơi lôn lột đi lột tức mưa tức được xoa mình cho bà tha ơi là ná và đã khơi cái đồng phê bốc khơi cái đồng phê bốc hãy lấy trong cua chạp ra xong họ con hề đồng chia sơ bà ra họ phải vô răn trấy là đồng nàng ơi đi ra tháp bà cái đồng ca chốt mò đồng răng tư hàm bì ca đọc sai nơi tí cái lạnh đi របាយ ការបានបញ្ញាញ់បានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពតេតិនជាមួយនឹងការកសាងតំបន់រុនតែកនេះផងនឹងកសាងនឹងតេតតងជាមួយនឹងការដំណោះស្រាយស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ការរើទីតាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅ មិនស្របទៅតាមការកំណត់នៃអង្គការយូនីស្កូដែលយើងបានដាក់អង្គរវត្តទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចំណុចនេះទាមទារឲ្យយើងដោះស្រាយខ្ញុំបានបញ្ជាក់កាលពីពេលមុនហើយគឺនៅពេលដែលយើង ຕົກສໍານັງນີ້ໃຫ້ລະຮົດຊື່ນໄປປັງຣີສໍານັງນີ້ປະຕໍ່ຕຶດກຳປູເຈຍນັງບັດບ້ອງໂອກາດທົ່ງເທງນະສໍາລັບຊີດຕະບູນນູ້ໃນຕ້ອງຖ້າອົງກໍວັດຂອງເຈິງເລງຄ້າຍໂຕຊີໄປເຕກະພັນພິພູໂລກທີ່ຖ້າຍຕຶດກະບານຮູ້ຈັ່ງໃນເລືອພິພູໂລກມີຈໍານວນໄດ້ບັດບ້ອງລັກສະນະສໍາບັດຊີໄປເຕກະພັນພິພູໂລກ ហើយត្រូវបានអង្គការយូនីស្កូបញ្ចេញផុតហើយមិនបានទទួលជំនួយណាមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការការពារនោះទេដូនតាយើងបានកសាងប្រាសាទនេះឡើងថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីការប្រតិយកចិត្តទុកដាក់របស់តកាណាសម្តេចព្រះរំសេនុព្រះបរមរតនកោដ ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀបចំពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី 15 ខែតុលាខាងមុខនេះថ្ងៃទី 15 តុលារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងយកមួយថ្ងៃដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធចំពោះអតីតព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី 10 នៃការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គផងនិងជាខួបទី 100 ឆ្នាំ
ในการได้ประอังประสูตรพ้องโดยที่ไงที่ดับรำข้ามบุกนี้ประชีพราชบ่อยึงก่อนหนังไตรจูร่วมจะมวยนึงที่วิบวนดูห้องได้มาค้างบนประอังซอยที่บุคุดแต่มาค้างคือประอังประสูตรจะคู่มาร้อยชั่นนำแต่มาลองการปิดชั่นนำการสืบปีสำแดงพิจิตรสนาเตียบ้านกบาลดังห้อยเรื่องนี้ปองบันเยี่ยงแต่ตามประตุกสู่สกตุกผู้ยืนปองเลือกกับปีปัญญาเนี่ยปันแต่พอตอบปีกาเด็กชมเลือกแล้วเนาะชมเปรย์เด็กชมชีวิตห่อเจ๋งแต่กลายวุฒิคือชมบานอ่านสืบพื้นมากบาลระบาลูกแก้วบพนุ่มลูกแก้วบพนุ่มแล้วเตรียมดอกบ่อปุ่มทรายประมาณโดยจีดึกสมัยบ่อประมูลบ่อไปดับบุญบ่อปัจจัยเกี่ยวกับโยสเพย์ตรงเต้เชี่ยตำรับหรือบอกช่องช่องประโจลขนมอาหายพลาดหรือบอกช่องการอีบกช่องช่องสุโปรประโจลสเพย์ไปเชี่ยสามสักกว่าในคนหนึ่งช่องช่องอ่านหน่อยน้องจำการอ่านปีรอยตุปวารวยใช่ในปีนั้นนับเตี้ยปัจจัยในปีเด็กชอบคือแต่น้ามามาเธอแต่น้าได้จำการอ่านเชียงบุญรอยตุปวารเตี้ยพอสะเพื่อนเวียนเชียงผมบุญรอยตุปวารก็บ้านสังเกตเคยจำลอยมุ้ยให้เรื่องนี้ไปจีเรื่องเปิดการชุบเนี่ยจะเลิกดับบูงในเฟลตระดังหนอทั้งไงตีปีตีใบหนึ่งตีบูนใครทนูชนะมาพอผมบุรีไปสับผมเปิลปะโกนาใบดารวมนั่งลวงไม้ปัจจุบันนั่งสำนักกรมการรามรัฐเปรู้บ้านผิวเพี้ยซาคณีรีรอกบรรจุใบกรมเอาเมียนอะไรเพียบในครองดับบอลของก็เป็นนกปลาเปี้ยท้ากรมเอาเมียนอะไรเพียบในครองดับบอลของก็ได้เชื่อไปเต็มกระพอดเรื่องนี้คือจีเรื่องปิดในครองกรมนัดให้ในกาสันตเนียเนี่ยไปรู้ได้ยังเมียนทอดสำเร็จหายตระบาลโลกไก่บพนุ่มรุมเล็กในครองไอ้กระซ่าเตะเต้นจมวยนั่งสะเพื่อได้ตรบบอกภูมิใส่เราเป็นขบวนในพองไหนจังเตยยังบานยกเจ็ดตกด่าเลื่องก้อนตั้งปีสมัยสังเครียมกรันแต่ไปเนี่ยฮะได้ชมจุ่มโต๊ะจุ่มโต๊ะในตรังลูกตาเซินซ่านกอดสนาด่าดอมบอลไปเตะกับพรต่างมูลหรือเตยเชียดอมบอลฮัดกองโต๊ะนะก็ฉลาดไปได้ฉลาดไปยังจับต่อปัจจัยประกอบหน้าโลกสอบปฏิจจมวยนั้นก็เอาเมียนกาประตูสลายในครองดับบอลได้ไม่ไปเตะกับพอดรวยใช้ชนะมาพอบุรีการสปีลุกสนายคอมโตรจับมวยนั้นการด่าฮังกอวัดเตยจีไปเตะกับพอดไปพบลุกการในได้อังกายูนิสโกคณะกรรมการไปติดพรสมัยการไว้ดำไรเอาโจลเตรียมเตียนในการกรุบและคณะสมบัติบ้ามันกรุบและคณะสมบัติเกย์มันตะตูลหรือเกย์ตะตูลเฮ้ยก็ตระบาลบันดังเจงวิ่งบันดังเจงวิ่งวิจิกาคาดบอมยื่นบ้านดักประสาทโกประตอบเตอร์ดักประสาทประบีประตอบเตอร์ดักสมบัติประสาทสมบูรณ์ปริคุปแล้วยื่นกระพงแต่ดักประสาทมวยจำนวนเทียดเรื่องจำเจอเพื่อนสักนะบ้ากอกเก้ยังดักกอกเก้เทียดยังดักเชี่ยวประตอประตอนนิจการยกจะต้องดักโดนตาเยื่อบานคอสามประสาทเจริญนะสำหรับเอายื่นไทยต้อมโดยฉะนั้นประสันจะยื่นควักกายกจะต้องด่าไทยต้อมวิจิกาบบเล็กบบลายมรดกโดนตาดักช่องเปล่าเปี้ยท่าสมขมกับเมมอน
đàm bay con tại chân mùi pê phần tay trừ ra xa tục mê món nu đàm bay dương tật tuôn ba nơi phong nơi côn nơi bao vi to pui to phong trường pra nơi pê tê cập hòn đại miên tệ tiên phiêu tê sử trò và các ca nghe thư và các pra chụm nô xâm rạp bởi chế bó rốt bỏ dư viên phật xa chiên dương bỏ plan viên chọn bỏ plan viên chọn trong phút chế mê ca lực tức chất đời xa cực sát tha ban thư sát cam và phiếp tẹp hò tăng phí vi sai tức hạ kỳ sư ní phổ bón tu sắp hết tha ra chân á xâm phôn ta trời sang xong đối chứa xa la riêng bằng tí bệnh ta trời sang xong tu bây thờ viên mà toàn hơi có bật đầy vừa bán chạp đau chạp đau hầm bánh mánh màu tạm lớn có bán cả lấy khơi nơi cả lấy một tí bếp đây có phương sàng sọ có phương sàng sọ ta bán phòng ăn phía rồi hơi thôi cá chắp răm phần này viên mình dù tì hơi hông có phía vì xóa cảm đi cứ chịu hông có phía đặc trong hơi đá thư xả lá tu tèm một tí tu tèm một tí biết ca nghe chỉ chân đại dương trời thư hơi trong có sống hoa cuốn trong phục vị trí phô rõ trở bỏ dương đã ban chưa chết từ lời ca đọc sai rồi bỏ đi ra thật vì bà muốn đi trong cua tay từ tuôn dọc nơi ca khoác hạt rồi bỏ trong tay chọc trong tay anh ta phá cái hạt thật đọc sai rồi biếp tam rồi biếp cái thật bà thân á đọc thân ông bằng tích thật bà thân á đọc thân ông bằng tích thật đói cũng rất thân ạ cậu đối xe phần sân tập hiệp này ca đọc sài với một cục tư ca đọc sài bài mới tiêm tiên đời nẹ đại miên sân sầm rách khô một phút ủ tiêu hoa bước mấy sầm rách tăng phi mong pram môn mong pram cả lại plư sầm rách đòi prạp và môi liên đô la và thêm thiết dân nẹ đại miên sân sầm rách prạp đời miên này vì tôi đã nhiều rằng đây vì tôi đã nhiều rằng đây hai miền tây nhiều rằng đây mỗi cốt đại miền sức sầm rạch rương đi rương lùi bố dân là ca này ca sầm rạch không bà nhà hà ra dương an ở quán nơi dân là ca à kẹ bình chia ca mũi nâng à kẹ sẽ nát ca mũi à kẹ bình chia ca chưa nà cứ nhiều rằng đây hạc kẹt sinh ra thì ca chưa nè nà cứ rõn tay cả dung xe cây ra mà thôi dân vô tiêu ho nghĩa tần ấy khóa nghĩa tần ấy khóa à lời thư vách chạy thư mách chạy dân ban chi rương ra nơi đồng bó nồng cô ní tiêm tiêu ở trong sạp chóp luôn nơi tình ní chỉ mũi nâng sinh ra thì ca đại cho máu đồng nâng miên ní ở kẹt sinh ra thì ca để chặt tục thầy chỉ nế ở kẻ sản át cá bình chia lơ cả thàn nâng cứ hai đó một phần vô rằng đây chia sạp ra đòi miễn sạch tham bán bẹo bọn chô rùm không nâng à nhà thô áp giả ra đã chẳng đau hai cửa xuống vào bà thơ nâng vì chân sơ lập phạm có tới thư sạch căm và phiếp chọp lọc sạch tham bán con trô đỡ tây tiết tiếng bánh hà xa tiên nạ ca tiếng tu được kiệm mê cung a kỳ sân y u sa a cam để tệ tông nâng cao khuôn cung tức pa rì than cả sĩ cam để tệ tông nâng tanh ha ca hà bì bọt vì say tê sĩ cho vì say thơ mạ ca có trời miên trong này chứ ru dược trời thu tận ọc rì hỏi căn tệ khăn tệ tiết cứ a bà bà thân ạ cả nhà bà khai tìm riêng đại chi mà cha tức mà cha đây nó gái nữa công công và chi bà rót nó gái nữa anh nhà thôi hấp dẫn mình mến chi ai cái tí nó ca công công và chi bà rót đi còn thế thì công công từ lư tệ tên chở bôi nâng thì hai ta vẽ phan chở bôi nâng hấp bị bọt ở bọn đi còn thế thì mang tới cách công công bà rót
នឹងការពៀសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមគឺតេតិនជាមួយនឹងអាជ្ញាធរតែមានតាំងពីភូមិតាំងពីសង្កាត់ឬឃុំស្រុករោដល់ខេត្តត្រូវទទួលខុសត្រូវត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមរយៈនៃការកាត់ខំនឹងគោលនយោបាយជាក់លាក់នេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកាលពីមុននេះកាលពីថ្ងៃខ្ញុំជួបលើកមុននេះ1117គ្រួសារ1117គ្រួសារដែលបានចាប់ឆ្នោតបន្ថែមលើនោះយើងក៏បានគិតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់ចេញពីទីរួមខេត្តសៀមរាបចំនួន574បាទ594គ្រួសារក៏យើងឲ្យទទួលផលដូចគ្នាព្រោះគាត់ក៏បានចេញពីស្ទឹងសៀមរាបគាត់ក៏បានចាក់ចេញពីតំបន់ផ្លូវនិងកន្លែងដែលវាមិនកាត់កប់មិនរស់នៅដោយគេថារស់នៅតាមបែបគ្មានរបៀបមករស់នៅតំបន់នេះឬរស់នៅតំបន់ផ្សេងក៏ទទួលផលបានដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងបើគិតពីចំនួននោះ1117ហើយឡើយ2853បូកនឹង594ទៀតអញ្ចឹងវាឡើងជាង4000គ្រួសារហើយ4000គ្រួសារហើយយើងនៅសេសសល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់ចេញបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែរាល់ការចាក់ចេញណាក៏ដោយយើងត្រូវរៀបចំឲ្យបានស្រួលដើម្បីការចាក់ចេញនោះឲ្យមានភាពប្រសើរជាងការដែលរស់នៅដោយមិនដឹងអនាគតទៅខាងណាព្រោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតកតងនឹងអង្គរវត្តរមណីយដ្ឋានអង្គររបស់យើងនេះទៀមទានៅការអភិរក្សនិងថែតមវាជាប្រចាំហើយរឿងនេះបើពិនិត្យទៅអតីតកាលវិញឆ្នាំ1986-87កំហុសចាក់ចេញពីតំបន់មុខអង្គរអានឹងគេហើយឥឡូវឯភូមិវាលបាទភូមិវាលភូមិវាលចាក់ចេញទៅនៅនោះហើយប៉ុន្តែក្រោយពងួយពងុំជាតិសັບតំណងទៅនៅវិញអស់ឥឡូវទៅមកម្ដងទៀតខ្ញុំមិនមែនគិតតែថ្ងៃហ្នឹងទេបើនិយាយទៅណាអង្គការនោះបងប្អូនស្នើឲ្យមានការសិក្សាអំពីការរៀបចំនៅចាំបានទេមានកូនសន្តាគារ2នៅកមុខនោះឆ្លងតែពីផ្លូវមកកានដល់អង្គរសន្តាគារ Afrong 1និងសន្តាគារអីទេមួយទៀតនោះគ្រឹះរបស់វានៅសល់ហើយមានសន្តាគារកូនសន្តាគារ2តែខ្ញុំអត់ប្រុសអត់ប្រុសទេក្រោយមកនៅសំកាលនឹងនៅសំនៅធ្វើអាវាខេតឬប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅនៅនោះបណ្ដាលទៅពេលតចាយមកធ្វើចង្វាយខេតឲ្យត្រឡប់ទៅវិញណាឲ្យត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងទេវាបំពេញទៅលើក្រឹតក្រមដែលកំណត់ដោយអង្គការយូនីសេកូហើយយើងក៏បានប្រឹកប្រែងដោះស្រាយជាបន្តបន្តមកឥឡូវនេះប៉ុន្តែការដោះស្រាយដោយតែខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំក៏ទទួលនៅការខ្វះខាតដោយសារតែគ្មានគោលការណ៍ជាក់លាក់គ្មានគោលការណ៍ជាក់លាក់ទុកឲ្យអាជ្ញាធរអប្សរានិងខេត្តសៀមរាបដោះស្រាយមិនគ្រប់គ្រាន់ណាហើយពេលខ្លះក៏ខ្ញុំសូមរំលឹកដែរអាជ្ញាធរអប្សរាចាប់ពីពេលនេះទៅធ្វើការឲ្យຫມាត់ចត់មិនមែនកន្លងទៅខ្ញុំក្តាប់មិនបានអ្វីសោះនោះទេគ្រាន់តែរំលឹកអស់លោកទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាផ្ទះខ្លះអស់លោកនៅឲ្យធ្វើណាផ្ទះខ្លះអស់លោកនៅឲ្យធ្វើប៉ុន្តែមិនអប្សរាឥឡូវទេអប្សរាពីមុន
អត្រាពីមុនមើលអត្រាឥឡូវអស់លោកឲ្យគេធ្វើពេលខ្លះអស់លោកឲ្យគេរើទៅព្រួយអីអត់ព្រមធ្វើអីទៀតនៅដដែលអញ្ចឹងទេអត្រាត្រូវច្បាស់កុំថានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រាបអស់លោកមិនបានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំកាន់ការជួបជុលកាន់ការពិតមែនតែខ្ញុំមានអគ្គនាយកាមួយអគ្គសេនាធិការមួយនៅនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវមើលជាក់លាក់ខ្ញុំអត់តន់ទៅណាទេណាតន់ទៅណាទេណាណាចង់ថាអីថាទៅខ្ញុំអត់តន់ទៅណាបើទោះបីជាថាខ្ញុំមិនទើរយោរដ្ឋដីខ្ញុំនៅប្រទឺប្រធានបកកណ្ដាលខ្ញុំក៏នៅតែមានសិទ្ធិដើម្បីផ្ដាល់មន្តេហើយចង់ណាណាថាអីថាទៅណែឯងព្រុសតាមចិត្តទៅហើយពាក្យថាព្រុសហើយគេមិនដែលហៅមនុស្សទេព្រុសព្រុសឬណាមឬព្រុសឬព្រុសវាលឺតិចទៅព្រុសកាន់តែខ្លាំងដំណើរការកាន់តែលឿនប្រាប់ឯងឲ្យច្បាស់ណៃមកលូថាលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចយូរចូលមកហ៊ុនសែនដើរចេញហួយហើយប្រគល់ឲ្យកូនហ៊ុនសែនធ្វើវាមានតោះក្បាលតែឯងអីពីជួនបោះឆ្នោតតើសំខាន់រឿងពីជួនបោះឆ្នោតឬមិនបោះតែប៉ុណ្្នឹងទេកូនរបស់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិដែរណាគាត់ដែរនាំចៅពីរនាក់ទៅអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈឆ្លៀតដើរជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈជួបតវងជួបណែនាយកណែ UNDP ហើយទៅជួបអគ្គលេខាធិការអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈចូលត្រឡប់មកវិញហេចូលមើលកន្លែងបន្តិចទៅចូលមើលកន្លែងបន្តិចអង្គុយនៅនឹងទៅចៅមួយចៅពីរនាក់ស្រីស្រីអង្គុយកំបុកចឹងទៅថតបង្ហោះ Facebook មួយលេងស្រាប់តែវាថាសារនេះបញ្ជាក់ថាតកូលហ៊ុននឹងកាន់កាប់បើតកូលហ៊ុនកាន់កាប់បានអង្គការសហប្រជាជាតិមកយកព្រះក៏អានឹងស៊ីសងលើប្រជាពលរដ្ឋណាវាហត់មិនតពុយតពងដោយគឹមហូសុងមកគឹមជង្ហិលមកគឹមជង្ហុននេះអត់ទេហើយនិយាយគ្រាច្បាស់មើលណែឯងកាន់តែថាអញកាន់តែធ្វើហើយថាទៅណាអញកាន់តែធ្វើនិយាយគ្នាមិនចង់ដកសិទ្ធពលរដ្ឋពីកូនខ្ញុំពីចៅខ្ញុំហ៎ណែចង់ដកសិទ្ធបើគេជឿអើបន្តទៅគេជឿកូនអាហ្នឹងធ្វើម៉េចហេតុថាណាណាក៏បានដែរណាអាណាណាក៏បានដែរកុំឲ្យទៅហ៊ុនសែនអានឹងកើត2003ក្រៅទៅអានោះទៅបានចាំបានណាណាក៏បានដែរកុំឲ្យទៅហ៊ុនសែនហាអញធ្វើតលែហើយច្បាស់មើល2003បើពីយ៉ាងណាណាក៏បានដែរកុំឲ្យទៅហ៊ុនសែនព្រោះចេះគណៈបព្វជិជនបើអត់ហ៊ុនសែនទេស្មើនឹងបាក់ជើងមកខាងដែរអញ្ចឹងបានវាហោវិធីកំចាត់រហូតវាឥឡូវហ្នឹងចូលបើដឹងថាម៉ណែតវាអន់ឯងគួរតអទៅព្រោះម៉ណែតនឹងមិនជាប់ឆ្នោតទេឯងគួរតអប៉ុន្តែពួកឯងនឹងខ្លាចនិយាយច្បាស់ឯងខ្លាចណាព្រោះឲ្យវាហ៊ុនសែនតើបានប្រជាជនទទួលស្គាល់មិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដល់រតទៅហ៊ុនម៉ាណែតប្រជាជនគេស្គាល់ទៀតអញ្ចឹងទេពួកអានេះការពិតវាខ្លាចទេបើសិនជាបើអ្នកឯងមិនខ្លាចទេអ្នកឯងគួរតែបដោតឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតទៅទៅដើម្បីអ្នកឯងងាយវាយហើយខ្ញុំគួរតែថ្លែងអរគុណអ្នកឯងនិយាយនឹងទៅចុះអរគុណណាស់ដែលអ្នកឯងចេះវាយម៉ាណែតហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវអរគុណគេវាយកូនខ្លួនហើយបែរជាអរគុណទៀតមូលហេតុដែលខ្ញុំអរគុណ
ម៉ាណែតត្រូវចេះការពារខ្លួនឯងដោយរបៀបណាកុំចាំឪពុកការពារអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែថ្លែងការអរគុណចំពោះអ្នកដែលវាយហូតម៉ាណែតអញ្ចឹងម៉ាណែតឥឡូវចាប់ប្រើចេះការពារខ្លួនរបៀបការពារខ្លួនរបស់គេយ៉ាងណាគេចេញទ្រឹស្ដីរបស់គេយ៉ាងណាខ្ញុំអរគុណកុំចាំអត់ពីឪពុកហើយអត់មានចេះការពារខ្លួនហើយស៊ីគេឪពុកអត់ទេអត់ហើយហើយតំឡប់ខ្ញុំអប់រំកូនដួលតាណាអត់មានឲ្យឯងអត់មានទៅលើកដៃកូនក្រោកឡើងអត់ទេប្រឹងក្រោកខ្លួនឯងប្រឹងក្រោកខ្លួនឯងយ៉ាងទៅថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកដែលវាយហ៊ុនម៉ាណែតវាយហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីហ៊ុនម៉ាណែតចេះការពារខ្លួនឯងកុំចាំបាច់ឪពុកការពារខ្លួនហើយរឿងគណៈបកគេដោះស្រាយរឿងក្នុងគណៈបកបន្តទៅនៅឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតទៀតណាការបោះឆ្នោតត្រូវឆ្លងកាត់ប្រមាណតណាត្រូវឆ្លងកាត់ពីរតណាមួយត្រូវហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវខ្លាយខ្លួនទៅជាតំណាងរាស្ត្រត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតពីប្រជាជនឯមួយទៀតបើសិនហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានការតែងតាំងពីព្រះមហាក្សត្រឲ្យខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងទៅជារដ្ឋរៃហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវរៀបចំគូផ្គងសមាជិករដ្ឋាភិបាលនាំទៅសុំការទុកចិត្តពីសភាត្រូវឆ្លងកាត់សភាដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងបើតែឯងយល់ថាហ៊ុនម៉ាណែតវាអត់បានការណែឯងបដោយឲ្យទៅគេហៅយុទ្ធសាស្ត្ររួញទូបដោយទឹកណារួញទូបដោយទឹកអាហ្នឹងខ្ញុំប្រើយូរហើយតើតាអាពួកហ្នឹងណាវាដឹកនាំបន្តិចទៀតវាលាយហើយអញ្ចឹងកុំចាំបាច់ទៅបដៅវាណាអាណាប្រកែខាងស្រីឲ្យលុយថែមរៀបស្រីឲ្យឯងបដោយទៅអាណាប្រកែលបែងជូនលុយឲ្យឲ្យចូលលបែងណាអញនៅអញទៅកាអាហ្នឹងនិយាយជាក់ស្ដែងជឹងមកអាហ្នឹងគេឲ្យយុទ្ធសាស្ត្ររួញទូបដោយទឹកដើម្បីគ្រប់គ្រងវាណាហើយប្រកែខាងស្រីថាបាយលងោបស្រីទោះបីអញខត់ឯងក៏ឯងក៏ខត់មិនបានទេចឹងឲ្យលុយឲ្យឯងទៅតោះអាណាប់លបែងខត់វាក៏មិនកើតបើចឹងមកថែមលុយឲ្យឯងទៅតោះសល់ការងារអញធ្វើនិយាយក្បាច់គេហៅថាក្បាច់រួញទូបដោយទឹកបន្តិចទៅចុះអញ្ចឹងណែឯងមិនកុំរួញទូបដោយទឹកថាម៉ាណែតអត់មានគុណសម្បត្តិអីទាំងអស់ឡើងតាមជើងខោឪពុកណែវាទៅចេះវាមានពាក្យអាកូនក្រៅខោឡើងតាមជើងខោឪពុកណែវាចង់សម្ដៅហើយអានឹងដែលជាអ្នកថាម៉ាណែតមិនមែនជាកូនខ្ញុំទេជាកូនរបស់វៀតណាមទៅទៀតណែវាទៅចេះហើយបងបងហោះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយតបប៉ុន្តែពេលខ្លះវាហួសពេលខ្លះហួសឥឡូវនិយាយមកកន្លែងខ្ញុំគួរតែត្រូវបានបញ្ជាក់តែម្ដងតែយើងបានដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនហើយដោយឯកឧត្តមជាសវារាបានធ្វើរបាយការណ៍ឥឡូវខ្ញុំសូមបច្ចៈបថែមដើម្បីយើងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យទីទៅការការរដ្ឋមន្ត្រីកាលដែលខ្ញុំធ្វើលើកមុនខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យធ្វើសជូណោស្ដាប់ថតសម្លេងរួចឲ្យចេញសជូណោកន្លងទៅចេញសជូណោហើយរឿងបញ្ហាឲ្យលុយទៅក្រសួងនេះក្រសួងនោះធ្វើដៃប៉ុណ្ណាឲ្យចេញជាសជូណោតែម្ដងតាមបាយយោមកអនុវត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ពីមុនខ្ញុំបញ្ជាក់តាំងតែ6ចំណុចទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្ថែមចំណុចខ្លះថែមទៀតអញ្ចឹងសូមហើយចេញជាសជូណតែម្ដងគឺបានតែគេថាសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅរុនតែឯងថ្មងណាព្រោះចាត់ទុកថាថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅចុះ
ព្រោះមាននរណាសម្រេចលើសពីនឹងទៅទៀតចំណុចទី1ដែលខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ការដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកតាំងទីលំនៅឬកន្លែងនេះត្រូវបានប្រគល់ជូនយោធាភូមិភាគទី4និងពងពួលធំទី2ធ្វើជាអ្នកដឹកជញ្ជូនធ្វើជាអ្នកដឹកជញ្ជូនតែការឈូសឆាយដីសម្រាប់ធ្វើផ្ទះប្រគល់ឲ្យជូនវិស្វកម្មដីជោសៀមរាបខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះបន្តិចដើម្បីបងប្អូនយើងអាចយល់ណាបើគ្មានឡានពួកយោយោធពលទី4និងកងពលធំទី2ទៅដឹកទេកុំដឹកខ្លួនឯងអីត្រូវតែដឹកចាប់ប្រខំឲ្យធ្វើចាប់ប្រកោឲ្យធ្វើអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ដីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើទៅនៅទៅតែបានឈូសឆាយឲ្យពង្រាបឲ្យស្មើសិនអត់នៅឲ្យមកនៅក្នុងធ្លុកតាពាំងទេអត់ទេចឹងទៅច្បាស់មិនសិនមិនខ្ញុំបញ្ជាឃើញសម្រាប់ថែមដាក់គ្រឿងចាក់4 500គ្រឿងមកដាក់ចុះមកបងប្អូនត្រូវចាំឲ្យចំណុចទាំង2ណាប្រាប់ថានាយករំទៅដាក់លក្ខខណ្ឌណាបងប្អូនត្រូវទទួលយកលក្ខខណ្ឌហ្នឹងដើម្បីទៀមទាត់បើគ្រាន់តែមានទៅដឹកបែរជាអដីនេះវានៅកលុកកលាក់នៅហ្នឹងដុសស្មៅដុសអាគុលឈើក៏មានហើយខ្ញុំមកនៅអាម៉េចអញ្ចឹងត្រូវធ្វើដីឲ្យស្អាតណាបានមកនិយាយគ្នាហើយណាខ្ញុំមិនឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំដែលថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំមកដេកនៅក្នុងធ្លុកនៅក្នុងគេហៅថារូងក្រាមទេចឹងត្រូវពង្រាបឲ្យវាស្មើជួនកាលត្រូវលើកដីអីបន្ថែមអីបន្តិចទៅណាប្រើប្រាស់នេះស្រះបុរាណរបស់យើងមួយចំនួនទៅរសាទុកហើយត្រូវជីកយកអាស្រះហ្នឹងឲ្យជ្រៅយកដីហ្នឹងមកចាក់ណាធ្វើផ្លូវផងនិងចាក់ដីសម្រាប់កន្លែងដែលគាត់ដែលយើងធ្វើជាប្លង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងចាក់ឲ្យគាត់ណាស្រះបុរាណយើងនៅច្រើនអញ្ចឹងកុំលុបចោលស្រះបុរាណហ្នឹងទៅជីកស្រះបុរាណហ្នឹងឲ្យវាជ្រៅបន្ថែមព្រោះឲ្យយកដីមកចាក់ប្រសិនបើអត់មានស្រះបុរាណទេយើងអាចរកដីជីកជាស្រះហើយយកអាចយើងជីកបានជាស្រះផងយើងយកដីហ្នឹងមកចាក់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាងសង់ណាយើងធ្វើអាហ្នឹងយើងកងពលធំទី2យោធាភូមិភាគទី4នឹងវិស្វកម្មដីជោសៀមរាបណាទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបន្ថែមគ្រឿងចាក់មកច្រើនឥឡូវនេះបងប្អូនយោគយល់វាចុះគ្រឿងចាក់អត់តាន់ជាប់ពួកវានៅជ្រាយណាដីវាជ្រាយអញ្ចឹងទេគឺយើងកំណត់គ្នាបែបនេះអង្គុយចុះយើងត្រូវក្តាប់ជាប់នៅចំណុចនេះក្តាប់ជាប់ទាំងអ្នកធ្វើក្តាប់ជាប់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋថាឥឡូវបើបានមួយអត់មួយក៏អត់កើតបានដីហើយតែអត់មានមនុស្សទៅដឹកអញ្ញត់មកទេតលតែមកដឹកអញនិយាយគ្នាចឹងមកពោលមិនចឹងអាលុយវាខ្ញុំឲ្យទៅនឹងអស់អាថ្លៃដឹកជញ្ជូនបាត់ឥឡូវថ្លៃដឹកជញ្ជូនគឺក្រសួងការពារជាតិអាចជួយពិនិត្យមើលប្រេងស្អីៗដើម្បីចេញបន្ថែមឲ្យកងទ័ពណាក្រសួងការពារទៅទៀប្រេងពីរថយន្តអាចទៀពីកងពលនៃអីណែជើងគោកមកបន្ថែមណា
Bring ai tia bì nông mao, hai bà quá ka zung ka phi chit, ba thai mao tơ. Rưu ko ka zung ka phi chit, snao sông tơ ni yu ron tay da bay, sông phi nga thèm, đất ni yu nô. Tơ thơ nâng. Jung tê, nghe mò khane, mìm chia ka, yu tù bùm phi, mìm chia ka gong phút, nghe tà kang nô, mìm chia ka khang. Khang vi swa kam, ruông kia, da bay thua mít, hai chân chia rút riêng. Hãy đồng nào cá tới chạp ra hả? Lán bà ai rộp rối cường ư? À bê dương tinh lán bà man rối cường máu kể chê rô chê. Bần thay vô một thứ ấy. Vì mà nè mẹ nà vô lán trong tất đất. Tất đào lên tì cọng phong phê như với à nâng kê thầm ép đăng chung. Khơi vậy? Bà chê bà rát dương máu bị thay rộp mơn nè. Dương đất trình chung bà chê bà rát chô máu. Không bật đi. Dương thư bản. Phần tay nơi bê là dương vô lan máu. Khi tha dương nâng chạy. Vô màu chạy dương màu cho. Vì tay chứ chút ổn chân tâm một đứa. Phần này đào xa anh chân ấy bàn viên mặt đá chạy chân nè. Vì ngọp nàng chanh nâng đồng bào. Cô chọ. Vì ngọp nàng chanh. Hồi cho ấy màu một phiêu của nữ. Nó con tóp ai phụ bút là đây. Con cầm lăng bà ra bút. Màu. Cũng tích hôn xa nên sắp khâm tới. Anh ấy mê con phố là mê phụ bia nữa. Tôi cậu cho mến cho bằng hai riêng đấy nè. Cho tôi tôi vô bằng chia mà nói thật đó đấy. Bè bà hơi. Nói như vậy. Chúng ta. Phụ bia mơ ấy. Chưa phải xe ả mũi và cây bằng hoa phê bông. Anh ấy chậm nói tí mùi. Chậm nói tí pi. Ca ô bột thòm. Đồng nạ ca đồng bồn. Ca ô bột thòm đồng nạ ca đồng bồn. Thế ngay ní. Chập bà đông. Bà thèm. Chậm hót cái đường tức xót đi. Còn tay. Chậm đi. Chúng kết bật thêm tớ bán chết tầm miền rương bật thêm luôn. À lấy cả lãnh khá và đôi kia là cả lãnh khá miền bật thêm. Xâm rạp ca ô bật thâm mà lược tổ bố nữa. Miền mi nó mà kẻ thông để miền bật môi kẻ tôi. Thầy khó nó mà kẻ thông để miên mà rôi cổ bông. Có nó mà báo để miên tùm ngốn 20 cổ lô. Sang cổ xây nó 30 sở lật. Tăng. Nè. À nâng thơm mây. Tăng. Buôn côn nâng bỏ mùi. Chùm nuôn mùi. Khít. À nâng có thơm mây đấy. Miên mà cổ chọp để miên mông mùi. Khnaoy phuy hey at phuy nae mong khnaoy ka tel sarong ka ma phuy po je a tang nang pe le jeung reu mo tabung nang vi trou ka tang nang na kral da ai pi le thoe tabol ko ban kral dei ko ban na kral dei ko ban. Hãy theo vị ca sở rộp tư. Cái mốc bốc cho bốc lắm. Theo vị ca từ bốn tháng này một hơi mơn. Và tập tới thương một con một mơn. Theo vị ca nó mà liên. À lấy sở rộp theo vị ca mà liên buôn sạch. Mà liên buôn sạch. Xâm rạp mà cứu sạch. Đói lấy. Xâm rạp. Phải chia bó rốt. Pram rồi cầu sở buôn cứu sạch. Nâng mà bọn mà rơi đập bằng phần cô xa để bán chạy cho rùi cháu chứ. Trời bán tờ tuôn. À nế, vầy, ọt vầy phong. À nế vầy tờ khít, ọt vầy tòng. Má?
អត្តបទវាមានប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអត់សំទូខ្ញុំអត់បានបាទខ្ញុំតង់មួយទៀតគឺថាតង់ហូរឲ្យខ្ញុំទៅស្រីខ្លួនឯងអត់ទេហ៎ខ្ញុំអត់ស្រីទេតែស្រីអត់ទេអាហ្នឹងអញប្រើមួយម៉ាត់បានមួយម៉ាត់ឃីតមកកញ្ចប់និងតង់មួយដូចគ្នាដែរចាអានឹងជាការបំពេញឲ្យខាងលើខាងលើបំពេញឲ្យខាងក្រោមប៉ុន្តែភាកច្រើនអាខាងលើនេះវាបំពេញឲ្យអាក្រោមច្រើនជាងព្រោះទៅអញ្ចឹងថ្ងៃមុនវាអង្គុយគ្នា2នាក់នៅទីណាអាមួយឆ្លើយថា50អាមួយឆ្លើយថា30ណាអានេះចេះយើងចូលមក2នាក់វាអង្គុយក្បែរគ្នាវាឆ្លើយមកអាមួយ30អាមួយ50ថ្ងៃមុននោះតើអញ្ចឹងបងប្អូន1711គ្រួសារអញ្ចឹងសរុបនឹងសរុបទាំង594ទាំង1717អានឹងត្រូវបានទទួលបន្ថែមដូចអ្នកដែលមកបន្ថែមថ្មីនេះកុំឲ្យមានការខុសគ្នាគឺចំនួនណែទទួលបាននៅខិត1ហើយនឹងណែតង់1ដែរតង់1ដែរអានឹងជារបបតែត្រូវដោះស្រាយជូនសម្រាប់បងប្អូនទី3នឹងជាបញ្ហាដែលខ្ញុំត្រូវតែដោះស្រាយជាកញ្ចប់គោលនយោបាយបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ម័គ្រចិត្តរើចេញពីតំបន់រស់នៅចាស់មកនៅតំបន់រុនតាឯងនិងតំបន់ដទៃទៀតក្រៅពីរមណីយដ្ឋានអង្គរដូចជាពាក់ស្នែងឬអាចនៅកន្លែងដទៃនឹងទទួលបានក្រីក្រប្រភេទមួយទាំងអស់គ្នាព្រោះបានក្រីក្រវាមានបានក្រីក្រមួយនិងបានក្រីក្រពីរបានក្រីក្រមួយបានលុយតិចជាងអាបានច្រើនជាងអាបានក្រីក្រពីរវាបានលុយតិចជាងតិចជាងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប្របាក់ក្រសួងផែនការចុះទៅវាយតម្លៃថាអ្នកនេះប្រភេទ2អ្នកនេះទៅប្រភេទ1ឥឡូវខ្ញុំសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះប្រគល់ជូនបងប្អូនទាំងអស់ទាំងមុនទាំងក្រោយប្រភេទ1ទាំងអស់ប្រភេទ1ទាំងអស់អ្នកកាន់ប្រភេទ2កំពុងតែកាន់ប្រភេទ2ត្រូវដូរមកប្រភេទ1វិញឥឡូវខ្ញុំសូមសួរនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងអ្នកដែលបានបានកាន់បានក្រីក្រហើយមានប៉ុន្មានអ្នកសូមលើកដៃច្រើនដែរតាណាហើយឥឡូវសូមសួរចេះវិញម្ដងអ្នកដែលកាន់បានប្រភេទទី1មានប៉ុន្មានហើយឥឡូវសូមតម្លាក់ចុះអ្នកដែលបានកាន់បានប្រភេទទី2មានប៉ុន្មានឥឡូវអ្នកដែលកាន់បានប្រភេទទី2ត្រូវដូរទៅអាទី1ឲ្យបានលុយច្រើនតិចខ្ញុំត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលបានស្ម័គ្រចិត្តបើទោះបីជាពេលនេះមិនតាន់ទៅពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចេញមកទេប្រដីមិនតាន់ធ្វើរួចតែបងប្អូនត្រូវចាប់ទទួលយកពីថ្ងៃមួយហ្នឹងទៅអ្នកដែលមិនតាន់មានបានក៏ត្រូវទៅទទួលដែរប៉ុន្តែត្រូវចេះនីតិវិធីអ្នកដែលមានបានរួចហើយវងសោមមកទីនេះស្រាប់ហើយ
Nè đại miết ban bộ phê tì mũi còn ăn miên bánh hà thì còn tựa lùi à. Nè đại miết ban bộ phê tì phí thử thay lùi à còn đô ban này còn. Ai nè đại miên ban nè đại mà toàn miên ban trâu bà nhập bà nhá thơ ban. À lâu ăn miên thử ca thơ vay tùm lại thơ. Nè này miên tóc này nơi miên tu miên đây bà man này. Đã lên mũi tầm hòa. Nâu sẽ xoay đại bánh hà. Nếu xảy ra là bà nhà ta cửa xa nâng miên mà nữ bà mát này. Ta bà nâng này. Phố. Mên cửa xa mùi bán xa mát xa kia. Nẹ đà miên con chán bán lùi chờ. Nẹ đà miên mà nữ chán nó cửa xa bán lùi chờ. Nẹ đà tách bán lùi tách. Ta tam nông. À nâng viên xa mát thôi. Hái phát bà giói bà viên xây. Tì mùi bán lùi chồ. Tì pi tới kia ba chùm ngữ ọt. Cái ắt vô lùi à nâng hai phê bởi lìa này chứ phê bởi lìa COVID dương cổ phong tay giang hao ná dương ban ô bộ thăm đồng nạ cao ta lấy chung tí đọc à chung tí đọc à chồng nay theo vị ca bảo man chương bay liên chương bay liên liên à bay liên bay sen liên rồi ná đấy là bằng vuông sốt vay máu luôn nè chậm nay theo bị ca bay liên bay sen buôn mớn pi phản bờ liên chuyện bà cất chiên đô la chiên bẩm bay ơi liên đô la rồi nhau nè chai thêm bẩm bay ơi liên đô la từ tiết có với ớt smock đây cố đám bay châm bà chiên bà rốt hơi miên ai chẳng rây muối nó à nâng mần đai chê cao phụng bọt hơi cắt xót thì kê thai nhóm nâng á mần ai bôn ôm tu mần ai miên bôn ôm tu vừa tham mau bì dương khóa lùi ọt lùi rất thà bỏ lùi hãy anh chăm mơ đó đòi xa anh vay tầm lây chân hơi ban chi phù anh chanh là mà chú vượt anh trai còn là chun và chia bó rát anh mình toàn kết ở hướng năm COVID ở hướng xây xây đó anh trai bầm bấy hỏi liên tầm mẹ bà chi chuôn cây cro hãy công xa man hãy chăm á chùm nô lùi mà sao lắm anh bà tôi bây viên mình tầm rạch đòi pram rồi liên bộ mà sao mình trông khai khi ông bay ra ơi tầm ai chưa có ra tham bà ta ngọt nâng đời xa phê chung chùm nô tranh phí coi viết lẹ tiếp tịch ban trăm tài pi rồi xàm sập liên đi phần tay chùm nô ban phí buôn đá làng đào đào pi rồi hà sập dân tập pi nâng vừa ban buôn rồi ban sập liên đây à phư nâng anh phải bài tới hãy công phơi phê mở hãy tăng luôn ấy sật tật tu rồi tu xây na à mũi nâng mặt đai chưa cắt xót thôi hôn san cho bài đồ hãy hôn san cho bài đồ tăng 400 200 dây tiệt hôn san cho bài đồ to tả anh ngó bộ bà đồ tỏ du cổng bấy ơi liên vô mà chai chai chun mà chưa bỏ rớt khăn nông phê cổng bị bắt COVID nữa. Mơ miên mà nè na căn à đánh băn à và phê ti môi mà khai ban vào mát vậy. Bà cất chưa mà chung. Nè đang mình thọc ban căn bắn ọt đăng thần lùi ban mà. Phần là nè đang miên bắn nó cứ đôi chìa mà sao mấy cư khám phá ra riêng trăm hơi tất cả này đôi chìa học tập buôn mơn anh cầm rách miền cầm rách được học miền cầm rách khóc nha nơi rất đông đi chế nơi ti chân bọt xế hay nơi ti phụ chung chân xế nhưng miền trả ơn rất anh ấy nè anh ấy ti phụ chung chân được có chân bọt nè
អានេះអានេះទីរាជធានីភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញមើលនឹងរាជធានីភ្នំពេញជាមជ្ឈមជាមជ្ឈមជាមជ្ឈម620000និង640000បាទក្រោម1ក្រោម2អាក្រោម1ក្រោម2អាក្រោម2លុយអាក្រោម2លុយតិចជាងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏រួចថ្លៃអង្គថ្លៃអីដែរកុំឆ្ងល់បើទោះបីថាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាក្រសួងផែនការនិងក្រសួងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចត្រូវធ្វើការឲ្យស្រោតបំផុតរួមជាមួយអាជ្ញាធរធ្វើការជាមួយគ្នាសំខាន់ពេលនេះគឺជាពេលវេលាទៅរាប់ចំនួនមនុស្សទេណាតើចំនួនមនុស្សប្រមាណហើយគុណទៅវាលុយប្រមាណធ្វើបានប្រមាណធ្វើបាន100បើកលុយឲ្យ100បានសង្កេតថាលុយថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំង380 2853គ្រួសារសុទ្ធតែចាប់ប្រាំចូលប្រាក់ថ្ងៃនឹងតែម្ដងបានសង្កេតថាចាប់បើកពីខែតុលាហើយតាមធម្មតាគេបើកពីថ្ងៃ25ហ៎អ្នកដែលមានប័ណ្ណរួចហើយគេបើកថ្ងៃ25អ្នកដែលបន្តឥឡូវអ្នកដែលចាប់ឆ្នោតក្នុងខែ9ទទួលយកថវិកាចាប់ពីខែ10អ្នកដែលចាប់ខែ10ត្រូវទទួលយកថវិកានៅខែ11ណាអាហ្នឹងគឺទៅតាមរបៀបអញ្ចឹងក្រាន់តែបងប្អូនចាំបន្តិចរងចាំដោយសារគេត្រូវធ្វើបែបបត់ព្រោះអានេះត្រូវការតម្លាក់លុយតម្លាក់លុយត្រូវតម្លាក់ទៅតាមធនាគារទៅតាមធនាគារបងប្អូនបានយកអាហ្នឹងទៅបើកយកធនាគារដូចមួយខែដូចបើក2ដងមួយខែម្ដងឲ្យ2ដងម្ដងតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅបើកយកពីធនាគារអត់មានមនុស្សយកទៅបើកហើយសុំថាបើកទៅបាន500,000ឧទាហរណ៍ណា500,000រៀលសុំចែកមកវិញ50,000អត់ទេអាហ្នឹងគឺអត់មានក្បួននឹងទៀតទេក្បួននោះក្បួនពុកលួយសម័យចាស់ឥឡូវក្បួនគេប្រើបាន់ធនាគារយកទៅធនាគារគេបើកលុយឲ្យយើងព្រោះធនាគារនៅមានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសថ្ងៃនេះនៃការគោលនយោបាយជាក់លាក់មួយសម្រាប់បងប្អូនដែលនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ណាអ្នកដែលបានចាប់ឆ្នោតរួចហើយនេះ2853គ្រួសារអ្នកខ្លះមានរួចហើយក្រំតែអ្នកដែលមានប័ណ្ណទី1ហើយហ្នឹងអត់បញ្ហាទេអ្នកមានប័ណ្ណទី2ប័ណ្ណក្រីក្រ2ត្រូវដូរទៅជាប័ណ្ណទី1ទៅថែមលុយអ្នកដែលអត់តន់មានប័ណ្ណទៅធ្វើបញ្ញាហើយប្រគល់លុយតាមអាប័ណ្ណក្រីក្រទី1ចឹងបងប្អូនយ៉ាងណាក៏បងប្អូនមានប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅខ្ញុំថាបើទោះបី10,000គ្រួសារទៀតក៏ហ៊ុនសែនមានលទ្ធភាពព្រោះឥឡូវយើងចាំប្រជាពលរដ្ឋជាប់70,000គ្រួសារហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយគណៈបកប្រជាជននៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខអត់មានធ្វើការសន្យាពីរឿងថាឲ្យមនុស្សចាស់ប៉ុណ្ណេះឲ្យមនុស្សចាស់មានប្រាក់ខែឲ្យកូនក្មេងមានប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃអីអត់ទេតែរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបព្វជិជនបានធ្វើរອບឆ្នាំហើយក្នុងចំណោម700,000គ្រួសារមានមនុស្សចាស់នៅនឹងមានកូនក្មេងនៅនឹងហើយបើក្មេងនេះទៀតសោតគឺឯណាយកមកអោខ្ញុំវិញមិញអាក្តាស់មិញក្តាស់រឿងលុយបើក្នុងហ្នឹងស្ត្រីមានទីពោះក្នុងចំណោមហ្នឹងស្ត្រីមានទីពោះនឹងបានទទួលលុយបន្ថែមទៀត
nó bốc niên nó chúa chỉ nâng sọt cô đó nâng mơ luôn à bé ai cả lá đấy nâng à nâng ngơp xô anh đây mơ á ngân à đây khẳng bốc đấy ọ cô đó nâng khẳng gáo nâng à nâng chúa sống xô anh đây mà miền cừu xa nâng thầm mày miền này côn mà côn mùi hay trong ban côn mà hả bàm pram bàm pram bàm pram cần là lo phố chứ phố dương nơi ban cần ban cây cỏ trong ao nè để ban cần để nơi nữa cần ban cây cỏ rồi dẹp về đọc cho nằm còn nát cho cô như vậy cần ban cây cỏ rồi dẹp về đọc cho nằm nè chẳng thế khmôi ai như con pram tiết có hát tỏ khô đây lối vừa mình cho nó đấy có bàn tay vừa ban cắt và thoi ca làm bạc mơ sông xuân tình mơ bà đây à lấy nó nên hãy dùng màn phải pram lúc ta phải pram hãy ca tam phía dùng màn máu một hai pì ca dùng hai pì là lấy cô nó dùng màn bay chân nằm ý ca liếm cô liếm ắt ắt tận đây phu hay lục ta ắt tận đây thì nẹn gõ chân móng phu nẹn gõ nào thôi cho bây giờ bay chân nằm mới có dùng mày ở tôn trong bàn tiệt ở tôn miền sao mà tập hiệp ở tôn miền sao mà tập hiệp cha phần là đào phơi chăm hở tê hở ấy mà này tới anh miền nào là bỏ ban này này tới chăm vô tiệt thầy cô sa thứ ca nghe ấy rất thà sáp ta bả rất thà sáp hô rốt con bay hay mà ngay chùm nấu ban mà nè ban buông làm mơn chân mến nè cỏ đó có còn tay nơi tay tụi tôi ban cây cỏ nơi tụi tôi ban cây cỏ hay phải đai phắc nè hộp chung bông phôn chung bông phôn chân hộp hay mà đọc tới đây hồ hương nè tế à đây chà à lâu dương phải kẹp kế rồi kê phải kẹp dương nà nà chứ nằm khá là đồng chứ màu phì nhông kê à rưỡng nâng cho bác nà sổ khmai nế khmôi ấy ca chứ nằm ấy chứ nằm cổ nằm cổ bần đó là lấy tư chứ khá chà thôi mơ phải kẹp kê phải hướng ấy lên nhà đại phật sĩ hương phật sĩ cha biên bạch chăn kê thời hương xây nè bạch chăn ta được ta bạch chăn nè cha kê đại châu cà rau kê ọt và châu châu chung khnìa mấy chung khnìa hả châu châu ngọc khnìa hố châu châu ngọc khnìa cha chẳng thọp thằng này nè đây thọp châu cà rau kê nè thọp ta hai châu tới chiến chúng mới phải đây buồn cha che chiến này che ô mơ của anh xin mới mà tinh mơ ưn tinh mà đặng của anh xin mới tinh rồi cái châu tới nâng chiến ban này ban ta được ta à lấy đặng mơ xong mà tinh mơ đâu mấy và co parayaka gì kiếp na là bao nhiêu bà bạch lên chứ chuyện cô của đâu chứ anh ta bên thuê vậy hả còn ta mặn tích ấy ở ban này à cô nó ta mặn tích đi còn là trong sắp làm tầm lấy như vừa bắn á chứ
Vô lùi tới chun mà liền. Ồ, má như chỗ là tạch tóc ơi. Ô con ơi, cô bối. Ô con ơi, sừng khâm tha ta lọc ta vinh đây mà nô rương ơi. Bọn là công rương bà đây ơi. Chế tổ tù sọ đặc luôn cái khla đây ta. Ý, nè, xem rớp môn thông mà nà. Làng chiếng mà nụ rò bọn nè. Hãy nế kì cổ vông sai bà tòa tù tăng. Hạch thao, khám ai dương nà kẻ bà tới mơ, cổ vông nà mơ. Vông mơ. Tại nế kì dương còn thà. Sạch trái miên tây phu. Cứ ban tổ tù ca ô bà thông rà hốt tạc đòl. Côn ở dô pi chân nằm. Con dù bị chân nằm. Đầm nạc ca ti muối cứ đầm nạc ca miên tây phu. Miên tây phu trời tây bị nết buôn đòn. Nóng ca bị nết mà đòn. Cứ từ tùa bán prác buôn mơn đi. Bán từ cây ta. Nét đầu tới kia ai tây bị nết. Thấy thở bằng lùi. Phần tay nét tầng lý. Để ban căn ban cái đó tới phía nít bay chứ bếp tới bọn lùi ở bên à nâng đó ngay cho lòng tới lê tới ốp bột thông mà đoàn mà nâng mà phê mơn riêng và tốp tư nè. Và tốp tư cứ tới ốp bột thông đọp đoàn tiệt. Mà đó buồn mớn, mà nâng sai ra mơn, riêng. Dân thế, đàm bấy ai côn, biết tư đích thông thọt. Dân đòi từ cái môi anh, xâm rạch thay vô côn, vô ở kia cái này. Đàm bấy bảo bàn mà cái chọc. À tí bí, mình toàn phốt à tí bí, à tí môi với cả dân. Ngày nà rà bọp à tí bí, có thử báo, rà bọp à tí bấy. Và đó, đó là A ti mui, A ti pi về phốt cầm nót. Dương màu gió A ti bụt. Đàm bấy từ tuôn bán pra ô bà thóm tên A ti bấy nâng A ti bụt. Đó là A ti bấy về phốt cầm nót. Thời gió A ti phèm, đại khu mùi ấy này chọn bán đó phèm á. Mình chờ. À nâng chìa ca từ tuôn khô tơ rồi bỏ đi ra thả bạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn có thể nhận thêm nhiều video mới nhé. Các bạn có thể nhận thêm nhiều video mới nhé. Các bạn có thể nhận thêm nhiều video mới nhé. Các bạn có thể nhận thêm nhiều video mới nhé. Các bạn có thể nhận thêm nhiều video mới nhé. Các bạn có thể nhận thêm nhiều video mới nhé. Các bạn có thể nhận thêm nhiều video mới nhé. Các bạn có thể nhận thêm nhiều video mới nhé. Các bạn có thể nhận thêm nhiều video mới nhé. Các nà na chọn miền mô tô miền lan dương ớt khoa lệ dương kết than nè tăng năng cứ cày cò được gì phố thợ ca rồi tre bay mà nó lại ní hay thợ căn bắn cày cò cứ dẹp về đập nằm dẹp về đập nằm phố đam bay ở rừng đây rừng trương rừng đây rừng trương. Tao miền ấy cua chung ngó lấy. Phải chứ mình miền ấy cua chung ngó bỏ dương của bông ăn vọt. À vây để cua chung ngó. Để cua chung rối cứ. Cứ xuống phán cá, cứ xuống dùng cái chung rối cá bao pra. Bố, à cá rô pra tơ viên bỏ ba. Tại, rương vô pra mà ba viên bỏ cua khai tơ chứ ba nhà làm ba đi. Thơ
ban hay có hai bà chun chôl từ trong tình yêu kia rồi hai con tờ báo kêu phi tình yêu kia ta phản ứng chập chọp chập chọp anh ấy tì bầy tì buồn trừ riêng chôm chứ mối nâng tầm ăn bẹt này đã tam rồi bài ca mạnh mạnh hay mơ plong mạnh mạnh cứ dương riêng chôm nơi nô ban phẩm man chia buôn phân phẩm bơ rơi lô xâm rạp buôn phân nhưng ta chết phẩm phân cổ xa và thay đòi ai dọc tranh tư nẹ đá xa mạng chết tình ấy bố và thêm cho mùi nẹ bay cổ xa đại dương mân an nhát ơi bằng ý tử bố tiệm thử tình nâu và to bực mình nê ban an mắt theo ý cá đàm bay bình chun bong bôn tưởng nô tới đòi riệp chom và phần thực sát chẩm nai phra mà phây buôn phoan phẩm phơ rơi mà phây liên riêng phẩm man chia phẩm môi liên đô la hàm rích đàm bay tầm nào ca tiên tức tư đồ bọn nô tôi bây thả lời mần tân cả lấy nó mần tân nơi mần tân miền từ nơi có phần tay phải chưa bỏ rớt rồi nơi cả lấy nó hát tân miền tức xa thế hai công phân bẹc lăng bây từ lời ảnh đồn trong bụi nè cao prao prao tưng đồn vừa ai thua ai à sát thân plạp đô sát thân nơi sát tọp cao ông đầy đã ai bác bó từ đó phiếp công nguồn của mong cổ hắn đang đây chụp ảnh hả đại dương trong sa la vinh nơi bà rai khang cáo đó đàm bây tùm lẹ tức chôl bà hao chứ nà bà mặt ban đó xam sắp liên mai kịp có ban bẹ cả đá đây anh nâng ai đam chia sẻ bà ra bà to cả thư ca chụp vui nâng phải chia bà rốt đàm bây hơi à plâu chiết đại dương thơ xlong cắt thở riếp chôm tới chụp lâu viên đàm bây hơi đàm bọn đi dương ai dốc phải chia bà rốt chênh mà nơi càng lớn rồi hai dương hai tức dạng hai năm miên tức mập này à nóng sầm mắt đập hiếp viết đó là xam sắp liên xam sắp liên phần tay bảo 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 tôi bây bán xam sắp liên có ban này là đảm bây ơi bà rái càng cao nên miên tức lạc vui miên tức lạc nắng có chia thầm nó sai thì dạng phê vê đảm bây mặc hàng và chia bó rát là bỏ dương rùa nơi đau miên sắp đập nó vì mình phải toàn những hệ thả ra chân áo toàn ông cổ rồi bỏ như xong bây tập lời chết của những tờ tế tờ tờ viên tranh này viên tranh phí là bỏ nó nâng cứ tự riêng chăm sắc xá đảm bây tiên anh nâng tranh hãy cao phí nó anh nâng bỏ bọn tức tự tật đá tờ môn môi chứng miên chứng mùi nâng ca thơ phá lời tự nông đồng bỏ nằm tự riêng riêng chăm đây sẩm áp ca thư miên hơi tờ krong tục nữ xả lá mần tí phết đại miên cầm rất đơn vật chia lại này xả lá hay mần tí phết miên đôi ra chân na sập bòn nâng nâng hay tha ra chân na sập bòn nâng nâng đã mấy tuần nay tha bây giờ bò rắt đã rồi nâng lại nung ai nâng rồi nâng bàn rồi nâng bàn hãy tự tu dốc cô rô bọc đôi kia cho mùi nâng cô rô bọc đại nẹ mà đôi nơi rôn tài còn tài là nâng trời thơ rôn tài ở chốt chơi sân à rưu nông nơi thơ rôn phần tài rôn tài trời tài prao ở đây rôn tài sân chăm tài prao nông chăm tài prao nông bà mình chân ngon nghĩa tài nữ bà mô nghĩa tài nữ nọ nông phê đề nế hát toàn cục chùm nọ chân thơ nấy hờ cục chùm nọ hai plei trong sông bạch chạ nơi cái lại ní ở bàn chúng ta trăng thà plei đại dương thưa nơi tỉ ní à plei mê chẳng lái tới chạ cả du thằng con à cho máu nó phân biệt miền plei mê cắt phum mình nhỉ plei mê cắt phum tới chạ cả du và tóc đó ta plei đại dương thơ cắt cắt đàm bây nâng thơ chiếc tam plong tiếc à nâng dương krakru của họ chân ba này
បន្ទាប់ទៅមកជំនាញក្រោយទៀតយើងអាចឈានទៅចាក់បេតុងនិងចាក់កៅស៊ូណាតែតំបន់នេះទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យទៅជាកន្លែងនឹងក្រុងមួយឥឡូវសេវាទូរស័ព្ទទឹកភ្លើងឯងមកដល់ប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនឲ្យបើភ្លើងត្រូវចេញលើខ្លួនឯងអត់មានប៉ៅទេអានឹងអត់មានប៉ៅទេព្រោះអគិសនីគេរកស៊ីចំណេញខាតដែរប្រើសេវាទូរស័ព្ទតែចេញលុយខ្លួនឯងប្រើទឹកស្អាតក៏ប្រើចេញលុយខ្លួនឯងតែចេះសំចៃកុំគិតថាអេលោកហ៊ុនសែនត្រូវប៉ៅអានឹងអត់ទេអត់ប៉ៅប្រាប់គ្នាហើយយើងមកប្រាប់គ្នាហើយប៉ុន្តែរឿងដូចជាបញ្ហាជីលើផ្លូវលើអីហ្នឹងហេអ្នកមានឡានអានឹងត្រូវបងពុនបងពុនផ្លូវអានឹងធម្មតាទេអ្នកមានម៉ូតូកង់អានឹងដូចជាម៉ូតូមានបងពុនណាអត់ទៅអត់ហើយណាគុំសាទកាយរ៉ាម៉ូតូមានមកណៃកៅយាគុំសាទកាយរ៉ាម៉ូតូក៏សួរអាពុនម៉ូតូមានយកទេអត់ណាអត់ទេតែពុនឡានទេយើងកង់ម៉ូតូអត់មានពុនទេអត់មានពុនទេយើងទេកាន់តែជំរាបជូនឲ្យហើយបើថាប្រើត្រូវតតបងលុយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាថាមានឡានបើកក៏នៅតែបានភាពក្រីក្រត្រែលទៅព្រោះឲ្យរយៈពេលដល់ដល់10ឆ្នាំមានឡានហើយក៏នៅបានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាហើយអានឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះសម្រាប់ហើយបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងសម្រាប់ហួសអាណត្តិរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយបន្តទៅហើយបើណែឯងមិនបន្តទេណែឯងបាត់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជននៅរុនដែងអានឹងជាប់វាបាត់ណាប៉ុនខ្ញុំគិតថាចេះអានឹងជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនទេណាជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនទេក្នុងការបោះឆ្នោតហើយណាណាប៉ុន្តែវាមិនគួរសោះលោកហ៊ុនសែនដែលរៀបចំឲ្យបានក្រីក្រហ៊ុនសែនរៀបចំឲ្យសុទ្ធតែគណៈបព្វជិជនរៀបចំឲ្យតើបោះឆ្នោតឲ្យអ្នករតីដូចជាមិនសមហើយអានឹងនិយាយការពិតវាអញ្ចឹងហើយច្បាស់ណាស់ថាវាដូចជាមិនសូវមានអ្នកចិត្តធរឲ្យលុយទៅខ្មាំងសត្រូវមកវាយបហាខ្លួនទេដូចជាមិនសូវមានមកយ៉ាងនេះនាងកវ៉ាន់សៀមរាបទៅវាមិនសមរម្យហើយខំរៀបចំឲ្យសោះដល់ទៅបោះឆ្នោតបោះឲ្យទៅរណាបើអញ្ចឹងអាលក្ខខណ្ឌគេថាព្រោះគេលេងត្រូវការរបស់យើងហើយដូច្នេះគឺវាដូចជាគេអានឹងខ្ញុំគេថាខ្ញុំនឹងគឺប្រើប្រាស់ឲ្យបានក្រីក្រធ្វើជាមជ្ឈូបាយដើម្បីយកសលឹកឆ្នោតអីជាទៀតហ៎ណាប៉ុន្តែលើការជាក់ស្ដែងគណៈបកមួយមួយគេសន្យាឲ្យតែបានធ្វើនេះបានធ្វើនោះគេនឹងឲ្យចាស់មានប្រាក់ខែម្នាក់40,000រៀលម្នាក់ប៉ុណ្ណេះរៀលម្នាក់ប៉ុណ្ណោះរៀលចុះបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែធ្វើមនុស្សជិត3លាននាក់នេះណាទាំងចាស់ទាំងក្មេងចិត្ត3លាននេះកំពុងក៏ធ្វើហើយនេះមិនក៏មិនគិតផងគិតផងហើយពួកឯងសន្យាហ្នឹងវាមិនដែរហើយខ្ញុំគាត់តែនិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើខ្ញុំអត់សន្យាទេហើយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងប្រហែលដែរសោតគាត់តែអ្នកដែលហ៎ដូចជាង28,000ណាស់ទាំងក្មេងទាំងម្តាយ
28,000 ណែ 26,000 ណែ 81,000 6,000 ណែ phần chắp bia con tí bia đó con tí bia cứ bàn phần đây ở dụ màn phải muốn bóng khó tới cái này buôn cho năm mơ mây và dưỡng công cài đã cái bia chẳng xong phải chạy ẩm bia bà nhà hàng bọn bẹt xa này cứ chia đồng bọn đại dương trời thư chấp đam hê tha ra chân án sắp bọn rung sắp bọn tức là phần thân là rung là hãy riêng chăm lô nó không phần đại các kỳ phiếp trời bọc rai mọc lại đi chấp sát mọc lại đi không ai chấp sát tư bẹt này tôi ta ở đây nơi lại đi hãy chấp đam chấp sát tư bẹt này bẹt này chấm phu chấm nói tì prám cứ có ba nỉ dây hơi đây hê tha ra chân nà sập bọn trái bọn to ca sang sang ở sốt ở lượt có phong ca sang sang hơi tại chấm bạch chạc bạch thêm hơi ở đám sân ấy khi xa mết khất khom thua ở đây lô xa mẹp cái đau bị thật thơ ở đây chú chai đây ai phụ gọt tích tiết ràng phliêng đây về sngút cường chạy cho bàn dưỡng chạp đám bằng riêp đây ai phụ gọt bây giờ gọt đất một đó là, cứ gọt miếng cả lại đây xàm xong bố đây là bỏ dưỡng vừa hát mà ở đây vì miếng phụ của miếng tiệm chẳng dưỡng chú chai ở khắc miếng nơi xóa cuốn đó ở cuốn lưng chảnh và thêm cái đường chạy rộp rồi cái đường chỗ này lấy cái rạc và bỏ dưỡng tự thư ở ban mọt chất chuyển môi nâng ca tự thua của tự bỏ dưỡng sản phẩm của chiếc bộ rắc để rôn nơi cái nông đồng bọn thôi để chạy tranh phi đồng bọn à cả lấy anh đây nơi kia kia đồng bọn ông có cái tự tôi mấy nơi cả lấy anh ta nà bà mán để lý ra xe mây về cá ông trang hay nằm phun một đôi bay, à ok một đôi bay, bà phun một đôi bay nằm phun cái đèn phải cho bọn này để các bông thưa vừa, nè, chấm nói ti bộ mũi khi ông nơi tay bộ to cam phiêu điếu, ao micro hơi rang vật thổ, khất khom, pin đất mới, lòng cá bộ đo ăn được tiền khnát tôi, đói miếng cá prạ tiếp. Sẩm rắp bởi chiếc bó rớt để sẵn chết bỏ rô nơi cái lấy nhỉ. Đàm bây ơi quát ban bà cát nơi mục rà bò. Bà cát nơi mục rà bò. Chúng nơi tay bà to cả sẵn sàng sông bẹp đi. Ai chúng nói ti bẩm bẩn cứ chia chúng nói để chúng sông bỏ sẵn sàng thay nơi ở chúng bà. Ai đám chia sẵn phá rá ban phương rồi bài cả hơi. Có vấn đề bà nhà ha tiêm tiên được phiếp cho bà loa mùi nơi cả an vọt bố cả lòng tới miên bà chìa bà rốt bà sống chìa cháu ạ đi cá có đôi chìa bà sống nơi tam tí ở rám này đi có nạ ca mà ca ở chà vọt có đôi chìa bút đô bò rồi sát ở toàn bàn chúng ta ông phí chúng nói đi rồi hốt ta đo miền cả lược lãng tha ai miền cả rù rư vọt xong trời tay bởi chuyện tui bởi kênh chụp bộ bởi đại chức con bởi xong cổ bởi hòm có đôi chưa có nạc cà mạc cà chà vọt nâng phút ta bỏ ra sát chúng nó chưa vọt chẳng ốc oh. Hay bán chế tiếp thả Vót
ដែលមានពីមុនមកដែលបាននឹងកំពុងធ្វើបន់ទៅទៀនដល់ថ្ងៃដែលកំពុងនៅតថ្ងៃចំនួន35វត្តបាទ35វត្តអត់មានការរੂរើទេរក្សាវត្តនេះទុកតដែរបច្ចៈចំណុចនេះឲ្យបានច្បាស់ទីអារាមទាំងឡាយខ្លះកើតប្រមាណ100ឆ្នាំហើយដូចជាវត្តជើងវត្តត្បូងអញ្ចឹងទៅជាប់អង្គរកើតរាប់100ឆ្នាំហើយបច្ចៈអធិការនៅកន្លែងនោះក៏មានការបារម្ភដែរយើងអត់ទៅប៉ះពាល់ទេវត្តដតីទៀតដែលបានសាងសង់កន្លងទៅនេះសរុបទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺមាន15វត្ត35វត្តពោលចេះ35វត្តទាំងអស់មាន35ហើយនៅតំបន់1មាន 86% តំបន់2 14%មានប្រសង់សរុប698អង្គវត្តជើងវត្តត្បូងនឹងកសាងតាំងពីសតវត្សទី16នឹងមានវត្តដែលសាងសង់ក្រៅក្រៅមកទៀតជាបន្តបន្តអញ្ចឹងវត្តទាំងអស់នេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់គឺមិនត្រូវបានរើរុះតែមានសំណូមពរទី1សូមកុំឲ្យទីអារាមទាំងនោះកសាងបន្ថែមនៅចេតិយឬកន្លែងបញ្ចុះសពពិតមែនហើយយើងមិនឈានដល់ថ្នាក់កម្រិតបច្ចៅអធិការឬគ្រូសូត្រឆ្វេងគ្រូសូត្រស្ដាំព្រះអង្គអនិច្ចធម្មទៅបែរជាយើងមិនឲ្យធ្វើចេតិយនៅក្នុងនោះក៏វាមិនសមរម្យដែរណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងស្នើសុំនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅពីចម្ងាយទៅសុំធ្វើនៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមជំរាបយោងលើអបិយជំនឿខ្ញុំអត់ហ៊ានដាច់ខាតហើយអត់ហ៊ានទេតាមចូលបារមីយើងទៅដល់នឹងគឺខ្មោចពលឹងយើងនឹងគឺត្រូវគឺជាន់កនៅក្នុងប្រោណាបារមីមិនដល់កុំលេងកុំលេងខ្ញុំអត់លេងទេណាខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ទៅលួចធ្វើចេតិយនៅក្នុងវត្តចពូកឯងខ្ញុំថាខ្ញុំមិនទៅនៅវត្តទេអត់ទៅទេសុំទោសមិនទៅទេតាល់តែទំលាយរឿងតាមកពីចាប់ប្រើមកពីបងប្រុសខ្ញុំទាំងបីដងភ្លៀងភ្លៀងអញ្ចឹងត្រូវប្របាតើងាកមកសួរថាដល់ការប្របាអញ្ចឹងមានវិធីមួយធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅផ្ទះហ្មងតើគាត់ថាធ្វើរួចនៅនឹងឯងណែវត្តចពូកឯងថាសុំទោសខ្ញុំអត់ទៅនៅអត់ទៅនៅដាច់ខាត់មិនទៅនៅបងព្រោះមិនដឹងវត្តហ្នឹងស្មានអីខ្លះនៅហ្នឹងណាខ្មោចយើងទៅស្រាប់តែទៅដល់មានអាយុគោមក្រុមយុគោអាបងធំមកក្រុមគេមកទៅនៅទេនឹងនិយាយឲ្យគ្រាឲ្យច្បាស់ចឹងបងមិនទៅនៅវត្តទេដល់ចឹងទៅឥឡូវបងហើយប្រពន្ធខ្ញុំប្រគល់អានំឲ្យបងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅនៅ
ខ្ញុំធ្វើក្បែរផ្ទះខ្ញុំហើយថ្ងៃមុនប្រាប់ចៅព្រោះចៅចៅស្បងនឹងទទួលមរតកនេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងនៅរាល់ថ្ងៃនៅតែខ្មៅនឹងទទួលមរតកផ្ទះហ្នឹងថាចៅប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នតែលក់លក់អាកន្លែងហ្នឹងលក់ទាំងខ្មោចតាចៅចៅស្បងនឹងទទួលមរតកឥឡូវផ្ទះហ្នឹងបកគលឲ្យកូនពៅកូនមួយណាក៏មិនបានទេអាផ្ទះនៅវិញអានឹងបកគលឲ្យកូនពៅអានឹងកូនពៅប៉ុន្តែខ្ញុំមានផ្ទះមួយនៅទឹកខ្មៅក្រៅក្រុងអានឹងចៃឲ្យចៅចៅទី1ដែលជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំមកចាប់ជាតិគួយកំពុងគួយបាយចៅប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នលក់ដីណាប្រយ័ត្នលក់ដីណាលោកតាចៅអត់លក់ទេឲ្យតកាពើតហ្នឹងយើច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ទៅធ្វើចេតិយនៅក្នុងទីអារាមដែលនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរមិនគួរទេគួររត់ពេកពួកយើងដឹងស្ទីណារឿងហ្នឹងរឿងហើយគេមើលណាអារឿងហុងស៊ុយសម្រាប់អាការកប់ក្បាលទៅណាជើងទៅណាធ្វើចិត្តដីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគេមើលណាគេមើលមែនតើឥឡូវសោកសោកកូនរបស់ខ្ញុំគេទៅយកដីនៅអីអរិយផ្ទះខ្ញុំកោតហ៎2ឡានយកមកទុកនៅតែខ្មៅបាត់អាកូនកូនវាចេះដែរវាសម្រាប់ហោកន្លែងឲ្យវាសម្រាប់ចុងក្រោយដែរវាទៅយកដីភូមិកំណើតដើម្បីដល់ទៅពេលធ្វើអានឹងគឺដាក់ខាដីហ្នឹងចូលដីភូមិកំណើតយើងបងប្រុសខ្ញុំក៏អញ្ចឹងទៅយកដីពីភូមិកំណើតយកមកដាក់នៅភ្នូរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវសូមទីអារាមនានាកុំពង្រីកបន្ថែមនៅចេតដីករណីលើកលែងតែបច្ច័យអធិការឬក៏ណែគូសោតវិញគូសោត្រាំបើលោកអានេះជាធម្មក្នុងនឹងហើយឲ្យយកទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងដូចជាអកក់មើលណាអកក់មើលយើងធ្វើទៅវាមិនរួចធ្វើទៅមិនរួចណាប៉ុន្តែអ្នកទៅពីខាងក្រៅមិនគួរទេមិនគួរទេដែលបកកើតទៅជាភាពសំពីងសំពងក្រោយនេះណាពិបាកទៅវិញបាក់ទៅវិញអាយទី2មានការលក់ដូរនៅតាមទីអារាមនានាសូមឲ្យមានអនាម័យនិងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អហើយវត្តនៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវគួបផ្សំនៃការគ្រប់គ្រងដោយអប្សរាជាមួយអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់នេះនិងផ្នែកធម្មការនិងផ្នែកធម្មការអានឹងជាចំណុចដែលយើងរកវិធីដោះស្រាយដោះស្រាយហើយខ្ញុំអំពាវនាវនឹងហាមហ្មងដាក់ជាបទវិជាហាមទាំងអប្សរាទាំងអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រមត្រីក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈក៏ត្រូវទទួលក៏ត្រូវចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលក៏ត្រូវចំពោះមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ការកសាងវត្តបន្ថែមវត្តប្រពុតក្តីវិហារអ៊ីស្លាមក្តីឬវិហារគ្រឹះក្តីឬផ្នែកជំនឿផ្សេងនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរទៅហាមដាច់ខាតមកបើមិនអញ្ចឹងឬសូអញ្ចឹងទៅដោតទង់អញ្ចឹងទៅមុនលោកពីរអង្គទៅចុះឡើងចុះឡើងទៅខ្លាយសុំបកើទៅជីវិតអត់មានឲ្យទៅទេធម្មការមើលអាហ្នឹងមែនទេអប្សរាត្រូវមើលខ្លួនឯងដីនៅគ្រប់ក្រមនៅហ្នឹងធម្មការមានបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅដល់ខេត្តអភិបាលខេត្តជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពនៅទីនេះតើមើលការទទួលខុសត្រូវលើអានោះកុំឲ្យបន្តិចប
bởi hia Islam mua tới, bởi hia Phật Phật mua tới, bởi hia Giê-xu Christ mua tới, cả không đồ bọn đang bạc bạc cục cục. Dâng tế anh nhát chun ban trăm tay xam xa pram vọt. Đã là cổng phong miên vọt tầm miên phạch bọt. Mân anh nhát hơi bạc cao bạc thẹp. Rư bạc cao tới chức tôm ấy na, khá cho thơ ru chùm lạ ấy rồi biết, chùm lạ ấy na hơi mơ tới đôi chiếm mần dùl. Mần dùl. Bạc cao tới chứ thả ấy, chọn co sang, rư bạc để mà co mùi, bạc để mà co đó. Tới cái này, cái này, mình cua ai thơ thì. Tới thơ cái này, xin cái này, là bọn nó thơ. Cái này, là bọn nó thơ. Ní chưa chồng nói, đời khi ông xông bạc cả. Xa chỉ tôi mà đọc thiết, nơi crop khăn cô lì dô bài. Xâm rạp nữa, đà bọn, nữa, đà bàn xa mạ chất. Rồi nơi, mà rồi nơi, nó bọn đi. Đà kết mòn. Bọn mình có mỗi cọp sọp. Bá? Cả mọi cọp sọp nó không vọt kìa. Cọp á, cọp mọi thứ vọt. Nờ, chưa. Chồng dây bị chết đấy, vừa lấy giữ cọp màu. Cùng nôm kia vô cọp màu từ cọp cọp vọt. Nờ. Tìm mối, công bằng đi. Chết đầy. Lớt lên ta cả này. Và chạy ở thị cá rưu khung sô trê, khung sô trám đá lột sàm phụ nợ khổng nâng ọp và chuẩn nâng nâng. Tại dương thai ấy, dù ta đã vọt xê kèo bị nâng tư. Và đá mùi tiết cứ cùng cọp. Tự thư muôn thư ấy khổng vọt nâng. Đôi chồng dây chân. Phải giá tới sắp tầm miên cọng bóng thông mà cọng chạm xoa cung nơi nọ. Dương ọt đăng tha ra áp bởi lưng dương nó mới giam mạch ấy giam mạch viếp bất rừng bất. Tại cái nơi chạm nóng dù hơi á. Chuồn cá á. À nút lên khám áo áp bốt nơi nọ. Khơi mục dương tầng đó. Này, bị đau mà ai rùm kia quay bắt đưa lại năm chân búa này. Hành đại anh mà nó sẽ đặt lên cầm phua phốt nơi nóng bảo chẳng tới cụ hộ lại xin tư cụ hộ lại xin hãy chấm phụi bố chấm nè phụi bố chấm chứ phụi nè kể hãy tập bố chìa chứ đôn chứ ta khang ở phúc chứ đôn chứ ta khang bà đái sẽ là bố chìa tao ngọt. Đó là bốc xong của khai lương mà đại xong của khai lương tới chỉ cọp. À lấy xong của khai lương đấy khi ông có tới cọp này. Tới cọp này. Vậy từ nà nó bắn đá nó với chữ rương bất được khi ông xong xong nông phô. Còn ông xam xong phạm vọt này không phải cơn chẳng luôn chạy đấy. Lớt lên tay phải trang ả thị ca nó cung sốt với cung sốt xam đây. Lúc ọp phải chôn nâng nóng. Hai cổng giọt, nè khẳng kháu tự cóp phân nô khám áo bà cát mông nơi khổng, nơi khổng tìa ràng. Chân tư bà chư bà rốt dưỡng bàn chú bà, bà xong bà chư bà rốt bàn chú bà. Thả xám sơ pram vọt nơi khổng, rung mà nây dư tha nồng cổ, đồng bàn mùi nâng đồng bàn pi, mình trang bàn rưu rút tì. Nói chư ca bà chết. Bố, bọn đa bạc này vô bài môi chồng luôn à cọ bê hơi. Lơ bì à cọ. Nơi trăng thả, bà chồng nói na để dương khóa trở lo. Mần bàn bò thay, cứ vay lục liệu. Nhưng khi ông con tê thả, hồn sáng có chia mần ủng nẹ, nông chồng nóng nẹ, này vô bài. Để miên phim đã đón. Có trâu bán bị cha rả ná, bạp chúng nói tốt ở hơi. Vót mình trâu bán rưu rưu đi. Nè, mình ai dơ à nâng thơ bởi thiên là bót. Này ca khô xa nà. Xâm rạp ca bó xa nà trăm bí phôn mà phình bày đi. Hồi khi ông có sẵn cơm chưa chưa, tha bởi chế bó rốt nơi tỷ ni. Đại khi ông bán nâng cầm bông khất khom đọc ra.
ញ្ហាគ្រប់យ៉ាងឲ្យបងប្អូនបែរទៅជាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដទៃនោះទេខ្ញុំមិនជឿប៉ុន្តែក៏អាចណាក៏អាចមានបងប្អូនខ្លះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះយើងបានបញ្ជាក់ជាមួយគ្នាហើយអ្នកដែលមានខ្លះធ្លាប់ដោយរួចទៅតាមគេសញ្ញាទេវតាស្រួលសម្គាល់ណាស់ហើយសញ្ញានឹងនៅជាមួយបងប្អូនរហូតបងប្អូនណាឲ្យតែមានការអីទេវតាឲ្យជួយផងមិនអញ្ចឹងវាមិនដែលស្រែងហៅឯណាភ្លើងច្រឡោះជួយផងអត់ទេទេវតាឲ្យជួយផងទេវតាជួយពុតតាំងពី79មកនៅជាមួយគ្នាតាំងពី5លានអ្នកឥឡូវឡើង7ដល់10លានចុះបងនាងមួយនោះម្នាក់ឯងតើមានមួយហើយទីចុងវត្តសម្រាប់តើ5នោះរឿងអីតិចទៀតឡើង20តម្រូវដល់ពេលខ្ញុំចូលទៅពៀនខ្ញុំចូលណាឆ្លាប់ខ្ញុំចូលទៅពៀនតាមតម្រូវដល់ខ្ញុំឆ្លាប់ប្រជាជនឡើង20លានបាត់ទៅអានេះជាក្របខណ្ឌគោលនយោបាយពឹកបីនឹងណោតតាមឡានថែមទៀតទៅលើដោយសារតែខ្ញុំវាមានអាយក្លៅវាភ្ជាប់គ្នាពីទូរស័ព្ទមកអរិយអាយផាតទាំងអាធំទាំងអាតូចណាយ៉ាងគេគឺវាឆ្លងពីមួយមួយគឺខ្ញុំមិនមាននៅក្នុងដៃទេផ្សេងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ហើយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរៀបចំខ្លឹមសារចេញជាសជនោហើយអាសជនោទម្លាក់លុយជាងអា20ប្រមាណពាន់លានអា20អា2ដងស្មើនឹង6លានដុល្លារមិញអាហ្នឹងគឺគេចេញសជនោនៅក្នុងហើយពពកបាញ់ទៅឲ្យគាត់តការឡៃខ្ញុំដើម្បីចេញសោះចុះនោះសម្រាប់ទម្លាក់លុយឲ្យក្រសួងឧស្សាហកម្មរៀបចំទាញទឹកទៅ36គីឡូម៉ែត្រ34ឬ34គីឡូម៉ែត្រនៅឥឡូវចាំទទួលថវិកានឹងថវិកា3លានចេញមកនៅអា3លានសម្រាប់ចូលមករុនដៃកំពុងដំណើរការណងតំណាការទៅព្រោះអានតម្លាក់លុយមិនយកលុយមកមកកញ្ចប់យកមកភ្លាមទេតំណាការបានប្រមាណគេបើកឲ្យប្រមាណហើយប្រមាណគឺតំណាការទៅតាមនីតិវិធីនោះទៅតំណាការហើយចំណុចទាំងប្រមាណនៃការស្នើសុំក្នុងលិខិតរបស់អាដាមចមប្រសិទ្ធអាដាមចមប្រសិទ្ធកំពុងនៅជប៉ុនកំពុងនៅជប៉ុនធ្វើការនៅជប៉ុនក្នុងនោះមានសំណូមពរដល់ទៅ6ចំណុចខ្ញុំឯកភាពទាំងអស់ហើយ7ចំណុចខ្ញុំឯកភាពទាំង7ចំណុចដើម្បីរៀបចំហើយទឹកនេះទៅដល់មុនការកំណត់ក៏វាអត់បញ្ហាទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនៅកកអត់តែមានទឹកស្អាតបើប្រះណាយើងរុញទឹកទៅដល់បងប្អូននោះប្រើប្រាស់មុនទៅដល់ណែនេះទៅក្រោយប្រោប្រាសក្រោយទៅគាត់មានគេហៅទឹកគឺវាម្បងទេមិនបងនៅមានអីទៀតជួយរំលឹកផងអស់ហើយណាស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយមើលឥឡូវសុំសួរតិចប្រមាណអ្នកបានខ្វេះក្នុងប៉ាំងលើកដៃគេខ្ញុំគិតត្រូវហើយប្រមាណអ្នកបានទឹកក្រូចប្រមាណអ្នកបានទឹកសុទ្ធខ្ញុំគិតត្រូវថាអ្នកដែលនៅអង្គុយពីមុខហ្នឹងមុខតែត្រូវការទឹកហើយអញ្ចឹងអ្នករៀបចំឲ្យខ្ញុំនៅពេលក្រោយកុំភ្លេចរឿងទឹកណាហើយណាបើសិនជាមានសាលប្រជុំអីចឹងគឺ
đã tức tới hỏi bảo sao thì chua kia chẳng còn mau bị chừng ấy đã nộp bằng thèm đã tức khôi thèm tới và nó cao phân cư chân bảo sao bảo dương hát đạo có tới có ngôi sạp dương tăng xây tật tại bậc này cứ bật thói ca xây tật anh ấy chưa kìa là khác cái bếp chế ta để dụ rằm tay thơ để dụ rằm tay là nào chẳng có dây đây xong không mơ xa ca nghe là nào ba này anh mình kết cu rương là nào mình miên phiếp là nào tê này anh hót miên sở mặt để phiếp ca nghe thông bàn đi này anh tài trăm rồi chứ ba khác bếp chế ở trong sân là ta ô à rung phân năng chăm ấy chú có ba đó là vô rằn trái đây kết đây ba đòi xa tại trong miên phiếp là đòn năng hơi ban chỉ trong ai đất non tăng phi mà nốt phạm nè rồi hốt bó đó đất non bởi tế thầm mùl hơi rồi dạ phê dù chiên kê này lơ bị vô lục ngài thầy chăm ba này anh còn đã khơi múc vào chiếc bò rớt mình ban dốc chất tục đạ xôm bây giờ tức phật rư có đôi chiếc ca đất chỉ chún thầy đất chỉ chún cót mau hay đất chỉ chún cót tư hình còn phô lực vi nâng pra mà chô bài đất làm riêng đất tư hình ban này lý hối vậy mân lý hối thế có 20 kỳ lô một nâng bà đà ấy thèm tiết vong chân điệp chom giang lo miền tăng này miền thịt này miền mi miền ở đây này thầy kho mỗi cái bóng xì bàn mà khai đấy mà thả xì xót dương khiên chậm này pro dương khiên tập tu khó tới chậm pu mốc bởi chưa bao giờ bao giờ caru rêu te kiểm đăng đà bò bò tụ bạc phân tay bò bò bìp thiệp rồi viên caru nơi muối đài hot miết sợi thề bìp thiệp chậm muối đằng ca plati cái lái mòn nơi cái lái ní sợi thề bìp thiệp hai miên cam mà sần chưa rơ đi vía cắt cọp cho ba lọt chiêng hỡi tranh tầm nào pi tí ni dương ai tờ rộp bộ rộp bò nâng tinh đây cả lại thamay mà tao tiết bởi đi chiều muối nâng ca tờ tua là át thạp vào giáo này băn cây co để dạ tôi đọc chẳng thấy chơi bởi xong không rồi hơi phát vào giáo để dương bàn thông cứ ổng cô vót rộp bò dương trời ban xa cung hoàn ra chiết chiếm xe UNESCO tục chứa sầm bắt bây tê cập hoàn mà nụ chiếc hỏi mất phê ra bò dương nâng chô ruộm chui dương nóng ca ca phiên cổ ca phiên bây tê cập hoàn nâng nóng đồng bọn hoàn cổ ta mà rửa bây tê cập hoàn nâng cổ đi phiêu tê sẽ cho mò căn hoàn cổ đó phiêu tê sẽ cho mò căn hoàn cổ nó à con bấy nó không phải bán luôn luôn đây nế a con bay cơ ban lối a con buôn cơ ban lối a con pi cơ ban lối nẹ lộ đố cơ ban lối dương dương chồng nói nghĩa chứ chồng nói tiện tên tên cho cả na tên cho chôl dương miên play đôn của lộ ơi tên cho dương miên à vậy ra đây bởi lất tập hoa là sầm rạp vì sao tên cho cứ ta tuôn ban hoa bọn tay tôi từ bên bởi dưỡng bắt lẹ khăn chưa làm bọn bây tên cập bọn vụ lộ khói à tê sẽ cho có một bắt hai dưỡng bàn ấy dưỡng lộ ấy bàn à lấy tê sẽ cho chạp ra một rơ tay tiếp chân nâng chuyên từ đó ca cắt cái là bọn thói rư cò bệnh chúc ca hà vót nơi này vô bài sôn COVID mà chân còn bật chụp à này vô bài sôn COVID
ទេសចរចិនបុកចូលគប់មកហើយសៀមរាបមានពលានយន្តហោះថ្មីដែលពលានយន្តហោះមុននេះគឺពលានយន្តហោះមិនអាចចុះយន្តហោះធុនធំបានទេសិតតែយន្តហោះទុនតូចឥឡូវយើងមានអាដែងពលានយន្តហោះចុះយន្តហោះខ្នាតយក្សអាធុនណាក៏ចុះបានដែរអញ្ចឹងភៀវទៅចោនឹងបុកចូលសៀមរាបណាហើយជួនកាលថ្ងៃណាមួយគេមកលេងនៅរុនតឯងគេថាអើកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលកន្លែងអភិវឌ្ឍថ្មីអញ្ចឹងគេចង់មកលេងរុនតឯងអញ្ចឹងអ្នករុនតឯងលក់ដាច់តាំងពីអានុមកងពួកកុំថាពួករមមិនចេះស៊ីនុមកងកុំឆ្ងល់ពេកពួកនេះចេះស៊ីតាំងពីចេកជៀនតាំងពីនំខោតាំងពីអានំខូចតាំងពីនំបញ្ចុកអីជាដើមយើងប្រើវិធីនឹងដើម្បីធ្វើម៉េចទាញទេសចរចូលស្រុកបង្កើតការងារធ្វើបង្កើតប្រាក់ចំណូលការដាំដុះការចិញ្ចឹមសត្វរបស់យើងបំរើឲ្យវិស័យទេសចរដែលខ្ញុំប្រើទស្សនៈទៀនថានាំចេញនៅនឹងកន្លែងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅប៉ុន្តែបងប្អូននឹងទទួលផលប្រយោជន៍ខ្ពស់ជាងនៅត្រង់ថាថ្ងៃនេះអញច្បាស់រុនតាឯងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកបើកដល់12ដងហើយខ្ញុំមិនមែនមកតែ2ដងទេប្រហែលជាលើកក្រោយខ្ញុំមករៀងរាល់ឆ្នាំដោយតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅតកែនកោះឡាអញច្បាស់រុនតាក្នុងមណ្ឌលពិការនឹងកលែងព្រមកលែងយុទ្ធជនពិការអញ្ចឹងភូមិនេះខ្ញុំក៏អាចមកសួរសុខទុក្ខនៅមុនចូលឆ្នាំឬពេលណាមួយខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខដើរមើលតំណាំតណោយតាមផ្ទះសុំអំពើមកដើរមកបងប្អូនច្បាស់ជាមានដាំអំពើឬក៏ផ្លែល្ហុងផ្លែទៀបអីខ្ញុំសុំបេះមួយបានទេហើយពេលនេះយើងជួបគ្នាហើយទៅជួបគ្នាអំពើមកដើរមកបងប្អូនច្បាស់ជាមានដាំអំពើឬក៏ផ្លែល្ហុងផ្លែទៀបអីខ្ញុំសុំបេះមួយបានទេហើយពេលនេះយើងជួបគ្នាហើយទៅជួបគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្ដងដៃទៅទេហើយវាធម្មតាគឺចុះអូផ្លេចតឡែងទៅប្រាប់ទៅបងប្អូនណែទទួលជំនួយអ្នកដែលបងប្អូនទទួលជំនួយខ្ញុំបានប្រកាសរួចហើយមិញណាមានតាំងពីខិតមានតាំងពីកម្មាមានតាំងពីលុយលុយមួយលាន400,000ប៉ុន្តែគ្រាន់តែ5ផ្ញើណាកុំផ្លេច1716គ្រួសារត្រូវទទួលបានខិតមកកញ្ចប់ហើយតាំងមួយដូចគ្នាហើយក្រៅពីនោះមានក្រុមការងារដែលកំពុងទៅធ្វើនេះអរគុណកោតសរសើរចំពោះក្រុមការងារនោះផងដែរក្រុមការងារអនុវត្តផ្ទាល់មាន712នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ថវិកា50,000រៀលជូនកងវិស្វកម្មដីជោហ៊ុនសែនសៀមរាបថវិកា20,000,000រៀលជូនសិស្សានុសិស្ស102នាក់ក្រុមម្នាក់ម្នាក់សភើពីក្បាលបិញម្ដាមថវិកា100,000រៀលជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន6នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ថវិកា50,000រៀលជូនសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនរុនតែងថវិកា100,000រៀលជូនគ្រូពេទ្យប្រចាំការក្នុងអង្គវិធីថវិកា300,000រៀលជូនសាលាស្រុកបទីស្រីថវិកា200,000រៀលជូនសាលាស្រុកបាកងថវិកា200,000រៀលគ្រូនិងសិស្សមក2ដងក៏មានរបស់ទាំង2ដងឲ្យគាត់ដែរពួកគាត់នៅនឹងដែរវាអត់ពោមទេរបស់ហ្នឹងណាមក2ដងមកលើកទី1ឲ្យលុយ10,000ទៅធ្វើ2ក្បាលបិញមកដើមមកលើកទី2ឲ្យតរ៉ែទៀតវាអត់ពោមទេអាហ្នឹងណា
កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយសន្យាជាមួយគ្នាណាសន្យាថាបន្តទៅប្រុងប្រៀបរៀបចំណាខាងផ្នែកអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើអ្វីជាកិច្ចការរបស់ខ្លួនដូចជាផ្នែកផែនការនិងសង្គមគេដោះស្រាយបញ្ហាបានក្រីក្ររួចហើយទម្លាក់លុយបើកឲ្យបងប្អូនក្នុងខែ10ដែលចាប់ឆ្នោតខែ9គឺបើកខែ10បន្តទៅអ្នកដែលបានកាន់បានទី2ទៅប្រូបានហើយទៅជាបានទី1ណាអានឹងកិច្ចការខាងរដ្ឋបាលបន្តទៅអ្នកការងារទៅបន្តចាប់ឆ្នោតបន្តទៀតចាប់ឆ្នោតហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំតែម្ដងជាមួយនឹងណែអាបានកៃកប្រភេទ1ដើម្បីសម្រួលថាអ្នកដែលចាប់ឆ្នោតក្នុងខែ10ត្រូវតែមានបានកៃកសម្រាប់បើកលុយខែ11ខែ11ក្នុងផ្នែកអាជ្ញាធរដែរត្រូវធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងប្រព័ន្ធផ្លូវទាំងការឈូសឆាយដីសម្រាប់ការធ្វើផ្ទះណាទាំងការរុញបណ្ដាញទឹកភ្លើងកសាងមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនហើយសាលារៀនក៏សូមបញ្ជាក់សាលារៀនមិនមែនត្រឹមបឋមសិក្សាប៉ុណ្ណឹងសាលារៀនមានដល់វិទ្យាល័យនៅតំបន់នេះពាក់ស្នែងក៏ដូចគ្នាមាននឹងបឋមអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យដូចគ្នាមានមន្ទីរពេទ្យដូចគ្នាហើយកុំប្រួយងួយស្រីកូន4ដែលកើតក្រោយទៀតកើតនៅមន្ទីរពេទ្យរុនតែឯងទៅណាអូបានមួយហើយនៅសល់គាត់តែទីចាប់បាន5ណា5គួរយកប្រុស3ស្រី2ទៅណាបន់ស្រន់ទៅដូចខ្ញុំបងថ្ងៃចឹងប្រុស3ស្រី2ណាចឹងទេវាប្រវត្តិ6ក៏យកទៅខ្ញុំការពិត6ក៏ប៉ុន្តែស្លាប់1ណាអាបងចំណន់ពលពតនោះហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិហើយលក្ខខណ្ឌកំភ្លេចការទៀមទារបស់យើងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើយើងត្រូវចេះទៀមទាទី1ទៀមទាថាបានក្រីក្ររបស់ខ្ញុំមិនក៏យូរមិនមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់តានឃើញមនុស្សមកនេះបច្ចុះកម្លាំងមនុស្សមកដើម្បីថាគ្រួសារមួយមានគ្នាម៉ាននេះអាកូនដែលមិនតាន់កើតអានឹងមិនតាន់ដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីទេប៉ុន្តែពេលដែលវាកើតហើយប៉ុន្តែអានឹងត្រូវចូលក្នុងអាបញ្ជីអាបញ្ជីអ្នកមានទីពោះណាចូលអានឹងមួយទៀតតើអានឹងមួយទៀតហ្នឹងថែម2ទៀតអានឹងត្រូវថែមអានឹងគឺគាត់ទៅបានរបបបន្ថែមឲ្យតែមានទីពោះអញ្ចឹងចាំមើលអ្នករុនតឯងហើយអ្នកតាក់ស្នែងគឺច្បាស់ជាកូនចើតហូអានេះកូនច្រើនកើនលុយចំណងចំណូលគ្រួសារផងនឹងបានមកពីការគោលនយោបាយសម្រាប់ស្ត្រីមានទីពោះនឹងរហូតដល់កូនអាយុ2ឆ្នាំអាយុ2ឆ្នាំការទៀមទាមួយទៀតគឺទៀមទាមិនមិនមកដឹកខ្ញុំខ្ញុំអត់ព្រមមកទេបើមិនមកដឹកខ្ញុំអញ្ចឹងលោកឯងទាំងពីរនាក់ត្រូវទទួលគាត់ទៅទៅដឹកគាត់ដឹកមកដល់មុនឲ្យគេដឹកមកមើលដីខ្ញុំអត់តន់ទឹកឈូសផងឲ្យខ្ញុំមកមិនទៅទីលក្ខខណ្ឌហ្នឹងខ្ញុំបង្រៀនឲ្យប្រជាជនចេះទីទៀតទី1គឺទៀបបានក្រីក្រដែលនយោបាយរដ្ឋមានប្រកាសឲ្យបើកហើយលុយទៅតាបានខែ10
tôi bây giờ bao trong khay đọp rồi bao khay đọp mũi cái này tại bẻ khay đọp rồi bỏ khiếm của mọi bạn tặng hoa kia tại trăm tam kia hạ khiếm tầm miên bật đăng rương đăng tại cho rương cả xuống tầm cung một cái tại tại cho bài hà phan ca của cho phần nào bà phan ca thì tranh ban hơi tại ọt mình lối ọt khoai tệ rưỡng khoai lối à mấy miên tay phụ nẹ đai vay tầm lại khó kể hai thả phụ tranh mà đại chứ nè tranh chứ à mà ta hà nâng tớ vay tầm lại thả ra thả bao hôn sang ọt lối hãy tóm tranh kia thôi hay vay tầm đây là biếng đấy, hay tầm đây chỉ là cao, hay pram ta ơi, cầu bụng bọt phòng ta, cắt sọ phòng ta, cỏ mướn mà, hay mưa ta nó mưa đôi to mà, à mũi nó đôi to mà, cho mình dễ cho mưa vậy thì, ta vẫn đang luôn hay nhơi, à bụng bọt nó đâu tổng ngon trong mũi cho tung, à sọ nó chuồn ca cái buông từ khói à nó đôi chất to mà. Với cái từ đó là hôn sàn chọp đó nó anh tôi chỉ muốn khơi chọp từ nà hê chọp cách ca nâng kinh dây trời từ hông ca sao chỉ chết chọp cách ca nâng hông ca sao chỉ chết hai một mình ca nghe nâng nông từ Cuba chọp nâng Cuba ấy từ Chập Pôn chọp nâng Chập Pôn ấy mà lên mà chọp cách ca nâng đi anh chọp ca nghe bó nha tôi tới chọp chứ tại mình mới cho hôn sen đó đó ẩm nát chứ thầy thấy chưa hôn sen thơ rồi hốt đó hôn sen chụp chóng hay chụp chóng nó viêm men a to từ du văn chụp rứ có ai chụp lượt anh đang sẽ anh chết hôn sen phụ bị chia chôn bỏ chân áo thôi cái nào phải bị chia chôn đấy mới được ngay tiết phụ hôn sen chưa bị thiên cái nào phải bị chia chôn này chưa được vô làm đấy nè cả na hôn san chụp chọn thư này vô rằng đấy ơi nẹp xin thư đâu anh nói người rương bó hôn san rương bó cả nã phạm chi chuẩn đó ấy sao cả nã phạm chi chuẩn việc phát tâm hai môn này ta cả nã phạm chi chuẩn to kia tiệp bánh tự xin so kinh tự xăng man đam on tự xin sai chung tự xăng à bây giờ nu hôn mà nay đâu hôn này to kia mà lo đào nghe thương vô đoàn tay chọc con nó bỏ này vô đoàn tay rứ có chơi bỏ này vô đoàn tay át miên tùm lọc cửa xa này không miên tùm lọc tóc đi chơi rồi bỏ xong một phê pi nè miên tay mà nè nơi không chụp nóm nâng cụp cổng bàn tăng một phê pi nè côn là na cái đây, ao tầm miên mũi, chưa bị ra côn không côn sảy pư, mũi mũi vào miên nâng nư, bầm hô bầm, à bông mà đai với tao na hát khoa, hai ngày một nữa à bông mà đai à bò, à chơi tìm một phây mũi, tao sọc khéo bắt niềng mũi ní, nơi chỗ mũi mà đai thông, tao lên cái bông sao, tao làm mà vĩnh mà nơi, tè cho ta. Khi người ta mở rốt ao của cái đất đai chỗ tới thì bài ấy cái đất đai chỗ của tôi của ấy cái tiền lê vô mà liếp ai đai cho ta cứ tập cô hôn ở trên tóc xong phạm tập lập tụi mình thua mấy ai tên này anh thử cái tập ba nó hơi bạch cha mau bạch đau cái nạp bạch dì chôn hơi có mạnh trăm bạch bạch đau cô xa xong này riệp chom cua sa hơi phụ này tra lo tư bà cua sa khiom mình cao mình men cua sa khiom ai miên sóc đông rum mình đi rồi đào bên in bà sông bay từ con cua sa muối mình ai tru tra ban dương từ tru bờ tây giang mình từ cao dễ với chom chom chơi được món thôi hai bờ dương tuột tra không ta cả nạ bạc luôn ai mui mình cất xua tại dương tuột ta phải tới bán đi sơ samajika cả nạ mới được nom cổpu bỏ cả nạ bạc gì chun mau đi tràn kỳ che rồi nơi chỗ mui kia sai sấp bảy năm hai bờ kết sập tới sai sấp năm hơi
ប៉ុន្តែក្នុងពេលកាន់អំណាចគឺ43ឆ្នាំនៅក្នុងអំណាចជិត44ឆ្នាំគណៈបកប្រជាជនមិនដែលរង្គោះរង្គើបញ្ហាខ្លះខ្លះវាកើតចេញឡើងដោយនោះជាដំណើរការធម្មតានៃប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបកតែប៉ុណ្ណោះតែមិនមែនជាចំនួនដោយពួកនរឯងដោយបៃកមដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថាឆ្កែបើវាស៊ីចានបាយនឹងចានតែមួយតែឆ្កែតែមកលវាអត់វាស៊ីស្ងាត់ប៉ុន្តែតែមានពីរក្បាលចូលស៊ីក្នុងចានមួយវាខំគ្នានៅនឹងពិតប្រាកដទេជឿខ្ញុំទេជឿខ្ញុំទេអាពៀពៀពៀដោយចាប់បង្ខំមួយណែងមិនអាចអាចរស់នៅបានមួយរយៈទូបន្តទៅបែកប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនពី5ក្រុមខុសខុសគ្នាបង្កើតទៅជាកម្លាំងរំដោះជាតិមួយហើយរួមរស់នៅជាមួយគ្នា43ឆ្នាំជារយៈពេលមួយជាតិកលាសតវត្សមិនមែនរឿងតូចតាចទេប្រាំទៅពួកណែត្រឹមតែប្រមាណគ្រឿងប្រើពាក្យប្រមាណគ្រឿងអញ្ចឹងទៅចុះជេរគ្នាហុយដីហើយជេរទៅដាក់ Facebook Live show ជេរគ្នាទៀតហើយតាំងខ្លួនជាអ្នកបកកែតាំងខ្លួនជាអ្នកបង្រួមបង្រួមទៀតបង្រួមបង្រួមតែគ្នាឯងប្រមាណអ្នកបង្រួមបង្រួមមិនត្រូវគ្នាអត់មានស្រាប់មេស្រាប់កៅខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះជាមួយនឹងការអរគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិហើយអនុវត្តនៃការសន្យាទាំងអស់គ្នាភារកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវធ្វើភារកិច្ចរបស់ខាងផ្នែករដ្ឋក៏ត្រូវធ្វើហើយសូមជូនពរសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាពិសេសបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់សូមប្រកបដោយពុទ្ធពរនិងពរទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិយាពលៈកុំបីគឺគេហៅសូមហៅឥឡូវគេថាខ្ញុំនឹងស្ទាវម្សិលមិញនឹងឆ្លៀកខោនឹងខោនឹងខោវាយកងគោលតែអានឹងកុំបាច់យកទៅចាស់ទេហេចង់ចាស់ចង់ចាស់ទេអានឹងខ្ញុំនិយាយលេងចង់បន្តផ្ដាល់បន្តផ្ដាល់បងអស់ Facebook មួយសាប់ឃើញគេចូលទៅ comment គេថាលោកអ៊ំមកឈុតនេះស្ទាវសុំខ្មាស់ហើយចូលបកខ្ញុំរៀងវិញអញ្ចឹងហ៎ទៅម៉េចហើយខ្ញុំទៅកាត់ស្លឹកជាមកខាងវាមិនកើតហើយគេថាខ្ញុំនឹងសង្ហាណាសមាសង្ហាណាសម្ដេចតាសង្ហាណាសម្ដេចពូសង្ហាណាសម្ដេចពុកអើចូលមកគ្នាវាប៉ុណ្ណឹងតែហើយអានឹងគេហៅស្តង់ដានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរសុំទោសអស់ហើយចាសូមអង្គពិធីទាំងមូលអបអរសាទរដំណើរអញ្ជើញនិវត្តរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍និងសូមអបអរសាទរបាទទូរទស្សនិកជនជា